16 tháng 12 này. Siêu concert ngoài trời đẳng cấp nhất tháng 12. The Mask Singer Việt Nam 2023. Từ nhà sản xuất các chương trình hot nhất Việt Nam, Rap Việt sống, người ấy là ai? Quy tụ hơn 30 ca sĩ được mong chờ nhất, 3 mascot vocal chính mùa 1, khách mời đặc biệt gây chấn động. Live band số 1 Việt Nam trình diễn hơn 30 top hit. Sân khấu lép khổng lồ, hiệu ứng âm thanh ánh sáng siêu khủng, một đêm duy nhất 16 tháng 12 2023 tại SECC thành phố Hồ Chí Minh. The Mask Singer Việt Nam All Star Concert 2023. Mua vé ngay tại vshop.vn để sở hữu vé sớm nhất và nhận quà tặng đặc biệt từ hôm nay. Mua vé ngay tại vshop. VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Ca sĩ mặt nạ The Mask Singer mùa 2 đón xem sớm nhất tập mới 21 giờ thứ 6 hàng tuần trên siêu ứng dụng giải trí VION. Xin chào mừng tất cả quý vị đang đến với The Mask Singer Việt Nam, ca sĩ mặt nạ mùa 2. Và thưa quý vị, chương trình The Mask Singer Việt Nam, ca sĩ mặt nạ mùa 2 do đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với V Channel thuộc Đức Việt VAC Group Holdings thực hiện. Chương trình chúng tôi được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ 6 hàng tuần. Và hãy tải ngay siêu ứng dụng giải trí VION được xem trọn bộ The Mask Singer Việt Nam, ca sĩ mặt nạ mùa 2. VION là siêu ứng dụng để xem phim, show, truyền hình và thể thao. Và hãy cùng chúng tôi phiêu theo vz.vn, siêu vũ trụ giải trí đa tầng, đối tác truyền thông chính thức để trải nghiệm những nội dung độc quyền. Xin trân trọng cảm ơn nhà tài trợ chính chúng tôi, đó chính là ngân hàng quốc tế VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Và xin được cảm ơn nhà đồng tài trợ bia Pháp 1664 Blanc, bia vị chất mở bất ngờ. Và xin được cảm ơn Warner Music Việt Nam, đơn vị phát hành độc quyền các bản ghi của ca sĩ mặt nạ mùa 2. Chúng ta hãy dành một tràng pháo thật lớn để chào đón hội đồng cố vấn đầu tiên, đó chính là nghệ sĩ Trấn Thành. Wow, ca sĩ Top Tiên và ca sĩ Bích Phương. Ngày hôm nay chúng ta hay bất ngờ không khi mà chỉ xuất hiện ba cố vấn mà thôi? À, cũng không bất ngờ lắm đâu. Yeah. Ủa? Tại vì các năm thì vào thời điểm này là trăm hoa đua nở, đón gọi xuân về. Mọi người đang hân hoan chuẩn bị gần những ngày cuối năm rồi. Thì các mascot mới, những khách mời mới sẽ hiện thân ra, Khách mời là mascot mới luôn. Đúng rồi, đầu tư lắm, mascot mới tinh. Và ngày hôm nay chủ đề chúng ta đó chính là tinh hoa hội tụ. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ có một phần rất là đặc biệt, đó chính là 4 mascot chương trình sẽ kết hợp với lại 4 mascot đã từng xuất hiện trong The Mask Singer Việt Nam. Hoặc là cả cố vấn luôn. Thế là như nào? Các cố vấn mà mình mời tới đây đó là họ cũng có thể kết hợp với những mascot của mình luôn. Quan trọng là ngày hôm nay muốn hỏi phỏng vấn nhẹ nhẹ các cố vấn kỳ cựu của chúng tôi. Các cố vấn sẽ mong chờ sự
quay trở lại của mascot nào cũng như sự kết hợp nào nhất cho buổi tối ngày hôm nay? Ở mùa 1 thì mascot mà em yêu thích nhất là chị Phượng Hoàng Lửa. Em rất là hy vọng rằng là chị Phượng Hoàng Lửa sẽ xuất hiện và biểu diễn hỗ trợ cho một bạn thí sinh. Chị Phượng Hoàng Lửa sẽ kết hợp với ai ạ? Em sẽ kỳ vọng một sự kết hợp giữa chị Phượng Hoàng Lửa và ông Baby. Nếu như Bích Phương đã ước mơ sự trở lại của Phượng Hoàng Lửa thì mình cũng có một ước mơ nhỏ nhỏ là có sự trở lại của Tiểu Phượng Hoàng mà kết hợp với ông Baby. Năm ngoái mọi người thấy Tiểu Phượng Hoàng là một cái người xử lý rất là điêu luyện chung với chị Phượng Hoàng Lửa. Thì năm nay mà Tiểu Phượng Hoàng hát với ông Baby thì hai người tuyệt vời nha. Còn bà O Súng nữa, anh nhớ O Súng không? Đó. Tới bây giờ vẫn chưa biết bà là ai luôn. Bà O Súng năm nay là bà về đây bà hát với Pú là tuyệt vời. Còn Tiên thì sao? Em thì rất là mong một trong những mascot thành công nhất của mùa 1, tới mức mà năm nay là tổ chức live show luôn. Đó là bướm mặt trăng. Bởi vì trong cái dàn top 4 của mình thì chỉ có voi bản đôm. Tạm xác định là mascot nam đi. Tạm xác định là mascot nam. Tới giờ còn quá chưa đáng. Xác định là nam. Rồi nó linh hoạt quá. Em có thể nói là nó nam về cái hình thể, nhưng mà cái nội tâm thì có sự mong manh. Đúng rồi, tại vì anh nhớ năm ngoái con bướm mặt trăng mình vẫn bị hoang mang một thời gian đầu lắm. Thôi em ơi, ta ca dĩ cũng là tạm là thế. Thôi người ta cũng bà cáp cho mình mà, cho người ta xác định. Con bướm nữa xin thêm. Nói nghe giận dễ sợ. Em trông đợi hai cái nam nữ nghệ sĩ là bướm mặt trăng với lại bò bên đó kết hợp với nhau. Tại vì rất là cùng cái sóng năng lượng, em nghĩ là vậy đó. Hy vọng là ngày hôm nay cũng sẽ đáp lại kỳ vọng của hội đồng cố vấn là có những màn kết hợp tuyệt vời này. Xin cảm ơn hội đồng cố vấn và xin mời hội đồng cố vấn về vị trí trước ạ. Và thưa quý vị, đêm nay sẽ là một đêm có những tiết mục vô cùng tuyệt vời, bởi vì đây là đêm bán kết chúng ta. Một hiếu muốn hỏi khán giả trước đó chính là quý vị sẽ muốn mascot nào xuất hiện đầu tiên ạ? Voi, Hippo Happy, Cứu Tây Bắc. Nhưng mà Huy tặng các bạn một món quà trước. Đó chính là ở trong đêm bán kết ngày hôm nay, chúng ta sẽ có sự xuất hiện của một nghệ sĩ đặc biệt. Và nghệ sĩ này sẽ hóa thân vào một mascot và trình diễn cho chúng ta tiết mục đầu tiên. Có ai ước mong ai không ạ? Nếu như khách mời tới đây, tôi muốn được nghe chị Thanh Lam hát. Em cũng sẽ nếu như luôn. Anh Bằng Kiều xuất hiện. Em nghĩ là em sẽ muốn được gặp chị Thu Phương. Chúng tôi ghi nhận và ngay bây giờ sẽ là hình ảnh đầu tiên về mascot hoàn toàn mới này. Xin mời. Ngày xưa có một bà lão đang xách làng đi chợ thì ngửi thấy mùi dứa. Bà ngồi bệt xuống, thỏ thẻ nói: Dứa ơi, dứa giúp bị bà để bà ngửi chứ bà không ăn. Tổng, như một sự thần kỳ, trái dứa rớt xuống thật. Trời từ ơi. Đó về sau, dứa và bà lão sống hạnh phúc trong căn nhà nhỏ. Mỗi ngày bà đều hát cho dứa nghe. Rồi một ngày nọ, dứa biến thành người kỳ diệu quá. Dứa tất bật lau dọn nhà cửa để đền đáp công ơn nuôi dưỡng của bà. Vừa dọn nhà, dứa vừa hát: Người ta thường nhắc tên em như Đạt Minh Tinh, Đạt Minh Tinh. Giọng hát của dứa hay đến mức rung chuyển cả căn nhà. Ủa là nước ơi, dạ có cho, có cho. Con là dứa mà. Tưởng chị tâm cá nguyên là thật hay gì? Con nói thiệt, để con chui lại cho bà coi nè. Anh nên tin tưởng cuộc sống mẹ nhiều hơn. Hi hi. Mà sao con hát hay như ca sĩ thế dứa? Ngày nào bà cũng hát cho con nghe, nên con mới hát hay vậy đó. Con tên dứa chứ không phải mai đâu mà khéo thế. Nhưng mà bà thích. Được khen, bà lão sướng trong người. Bà dẫn dứa đến kho báu của mình. Wow. Từ ngày sinh ra đến giờ, con chưa bao giờ thấy một bộ đầm nào đẹp như thế. Ta đã dành 10 năm cuộc đời để may bộ đầm này mà giờ già quá, đau lưng không may tiếp được. Ta tặng con. Con cảm ơn bà nhiều lắm. Đây là tâm nguyện của ta. Còn nếu con thành siêu sao thì con hãy mở nó ra coi. Còn nếu không thì coi như bỏ. Không lâu sau, dứa đã đổi tên thành dứa Minh Tinh và gặt hái được vô vàng thành công. Xong ca năm tinh năm mùa đó. Cô đi lưu diễn ở khắp nơi trên thế giới và không quên tự thưởng cho bản thân những món đồ yêu thích. Thưa nhanh qua 33 năm sau nhé, dứa Minh Tinh đã trở thành một đại minh tinh mang tầm cỡ quốc tế, nhưng chưa bao giờ cô quên lá thư mà bà lão đã gửi cho mình. Dứa thương yêu, ta thích xem The Masked Singer lắm, mà thời của ta chỉ có The Masked Singer bản Mỹ, bản Hàn, chứ Việt Nam người ta chưa có làm. Nếu Việt Nam mình có làm, thì con nhất định phải tham gia và làm ta tự hào nhé con.
trùng hợp quá, Dứ cũng nhận được lời mời của The Masked Singer Việt Nam luôn nè. Đêm nay Dứ sẽ là niềm tự hào của hội chị em trái cây. Ủng hộ Dứ nha 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 nha. Dạ, flexing nhẹ nhẹ. Và thưa quý vị, đây cũng chính là một mascot hệ trái cây đầu tiên của The Masked Singer Việt Nam ạ. Với những cái hint nhẹ nhẹ như là 33 năm ca hát, hội đồng cố vấn phỏng đoán sẽ là ai ạ? Xong rồi còn cặp song ca gì nữa. Song ca. Nhưng em thấy bài Đại Minh Tinh ở trong đấy liệu có phải là Văn Mai Hương không ạ? Vậy thì lộ liễu. Văn Mai Hương thì là khoảng 33 năm sống trên đời chứ Vinh. Không, hát. Chưa tới. Không, chưa tới. Chắc chị Thanh Thảo quá. Hay ca sĩ Hiền Thục. Wow. 33 năm ca hát mà thiết kế thời trang. Thiết kế thời trang hay là chị Yến Trang? Đúng rồi, cặp chị Yến kè. Trang có shop thời trang đó. Có lý. Trước mắt mình ghi nhận những đáp án sương sương đó. Bây giờ chúng ta cùng nhau hướng mắt về sân khấu để chào đón Giữa Minh Tinh. Giống nên đi thi hoa hậu trong cuộc dân tộc. Vâng ạ, đây là Dứa Minh Tinh ạ. Wow, xin cảm ơn Bị Đậu Đen ạ. Trời ơi, em đoán đây đó nha. Ủa sao mới mua hai cái mà bà đã đoán ra rồi. Dứa Minh Tinh, chào tất cả quý vị khán giả và hội đồng cố vấn ạ. Trời ơi, nhau ngang với cửa, nhau ngang với cửa. Em có những suy đoán trong đầu rồi đó nha. Là gì ạ? Thứ nhất là cái đầm này rất là nặng, nhưng mà bây giờ tu ngược lại cái lúc chị Dứa chị bước ra là cái phần này nó đánh qua đánh lại vậy nè. Dự ra là cái đôi giày rất cao mà đi lắc lắc như vậy nha. Đánh như vậy là cũng như là biết belly dance. Belly dance. Quen đi giày cao gót cái đôi giày. Thấy chưa chị, anh nhìn kìa, chị nhìn kìa. Chị chuồn hết rồi. Mà sập cái nhang mũi xuống rồi kìa. Ôi không, nhưng mà nếu mà điệu điệu mà lại đi giày cao mà nhỏ nhỏ, em có suy đoán của em. Ai vậy Bích Phương? Có phải Võ Hoàng Yến không? Trời ơi, Võ Hoàng Yến chắc không phải độn cao. Độn cao. Trên kia đâu chị yêu. Em nghĩ là chị Hiền Thục. Ồ, đó. Tại vì chị cũng nhão nhão giống em. Cũng cái dạng bạn nhỏ ơi. Mọi người hôm nay có thấy Dứa đẹp không? Quá đẹp. Một chào tay. Dứa không những đẹp mà còn đi guốc cao nữa. Không phải, tại Dứa bắt chước Trấn Thành. Trời ơi, sao chị đã biết là anh hay đi giày độn rồi? Anh đi giày đôn. Đôn với độn nó giống nhau à? Có đâu. Sao lại lòi ra giọng giọng bác? Ê, tôi thấy là Dứa này là dễ sợ lắm nha, chứ không phải hiền hậu gì đâu nha. Qua cái giao tiếp là thấy là Dứa có mối liên kết mật thiết với là hội đồng cố vấn đó. Mà có thêm một cái này nữa nha, là em bị nghi nghi nha. Là cái động tác nè. Đấy, cái động tác tay. Tác tay này rất đặc trưng. Trời ơi, nó đặc trưng quá mà. Nó có cái vụ mà hey. Đấy, nó phải vậy nè. Đấy. Con làm nào? Ê, bà gì là bà nghĩ ra rồi hả? Tôi hơi nghĩ đấy, có phải người bà nghĩ không? Ai mà biết bà nghĩ cái gì? Là cái người mà hay này này. Tôi là một pho tượng. Tôi là một pho tượng nha. Anh không tồn tại. Có hai bà có suy nghĩ là tôi quá. Cùng quá. Thế anh nghĩ giống anh em không? Anh nghĩ là tụi em giống anh á. Ủa? Dứa ơi, Dứa có hối hận không? Nếu Dứa mà muốn giấu là Dứa giấu được. Dứa cố tình vậy để đoán sai. Dứa nói thấp rồi Dứa nói cao là lộ cái giọng khàn ra đó Dứa. Có bẻ giọng rồi cũng khàn hả? Bánh bèo rồi nó dễ sợ cái gì không? Ở dưới cài đoán là Dứa không? Đúng rồi, chỉ có những cái người mà thân thuộc ở đây. Nhưng mà Dứa đâu có thân với mấy người. Thấy chưa, bà khàn tiếp kìa. Ủa chứ khàn nữa hả? Không thân mà bà gây lộn thiếu điều mà muốn ăn tươi nuốt sống từ tôi luôn hả? Thiệt á. Trời ơi, khúc đầu em còn tưởng là chị Hiền Thục. Cái kiểu này mà Hiền Thục cái gì? Cái này không thể Hiền Thục được rồi. Mà bây giờ mình chơi một trò chơi nhỏ đi. Em chấp hội đồng cố vấn viết tên của Dứa ra đó. Trời, trời ơi, thế rồi em sợ quá em thôi. Trong ba người hội đồng cố vấn ai mà đoán sai là có hình phạt. Nè, nè tôi viết nè, thấy không? Lâm Khánh Chi. Trời ơi. Sao có cảm giác như em lại sai rồi. Ủa bà vậy là tôi với bà nghĩ không giống nhau rồi đó. Cái mùa 2 này là chỉ có một đứa được lỗ tai vàng thôi. Hai đứa còn lại sẽ nhận giải lỗ tai vàng. Thì thôi cũng là có giải anh. Bích Phương đừng có lo. Tại vì em đoán sai hoài à. Cho nên lần này sai nữa cũng không sao. Chị ơi, em mà đoán sai chị Dứa là em. Thề hả? Thề.
Trời ơi, là không bao giờ chị em gặp nhau nữa. Chấn động. Trời ơi, trời ơi, trời. Sao như điên đóng cột vậy trời. Tự nhiên đoán sai cái tay hai chị em gạch mặt. Nếu mà Tóc Tiên đoán sai là nổi hết nguyên trường quay. Ok luôn, ok luôn, ok luôn. Và bây giờ thưa quý vị sẽ là bài hát dưới Minh Tinh lựa chọn trong bán kết ngày hôm nay. Là một sáng tác đang rần rần của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Cái gì ạ? Đại Minh Tinh. Đó chính là ca khúc Đại Minh Tinh. Tôi bị xét một nốt. Xét quá. Tôi lùi cung. Đánh giữa hào quang đang chiếu sáng, cô ta đẹp ngỡ ngàng, bao nhiêu là hoa son phấn ngọc ngà. Người săn đón hàng vạn, người gãy cây hàng ngàn. Cô ta lại chia tay rồi, bao nhiêu chàng trai cứ tiếp nối. Cô ta lại sai rồi, thêm những bài ca đau đớn không tồi. Giọt nước mắt bẹ bàng là thuốc phim ngàn vàng. Có lúc thấy em như tờ trời vấp với em bay giữa đời. Chẳng biết sẽ cứ thân nơi nào em có tìm được hạnh phúc. Một câu hỏi em chẳng thể trả lời. Người ta thường nhắc tên em như Đại Minh Tinh, mà sao chẳng níu tay rơi được một mối tình. Em hóa thân cũng hay rồi, em sắm vai cũng hay rồi, nhưng sao chẳng thể sống hai cuộc đời mình. Truyền thông thường viết tên em như Đại Minh Tinh đầu trang tin, mà sao vụn vỡ trong em vì một chữ tình. Em nên đau đớn trong lòng, sân khấu vẫn cứ xoay vòng, môi em cười tươi vẫy tay muôn vạn người. Đại Minh Tinh đang khóc hay đang cười? Đại Minh Tinh đang khóc hay đang cười? Đại Minh Tinh đang khóc hay đang cười? Sao anh không chịu tu hiểu cho em một lần? Sao anh không chịu người lắng nghe em một lần? Sao anh không bảo vệ em khỏi sóng gió mà tăng thêm nhiều gian khó? Có lúc em thấy mình như phù du, đứng giữa cuộc tình chúng mình, nước mắt cứ rơi trong vô tình. Em thua mình một vai chính. Phải không anh? Người ta thường nhắc tên em như Đại Minh Tinh, Đại Minh Tinh, mà sao chẳng níu tay rơi được một mối tình. Em hóa thân cũng hay rồi, em sắm vai cũng hay rồi, nhưng sao chẳng thể sống ai cuộc đời mình. Truyền thông thường viết tên em như Đại Minh Tinh đầu trang tin, mà sao vụn vỡ trong em vì một chữ tình. Em nên đau đớn trong lòng, sân khấu vẫn cứ xoay vòng, môi em cười tươi vẫy tay muôn vạn người. Đại Minh Tinh đang khóc hay đang cười? Đại Minh
Và phần trình diễn vừa rồi tôi thấy ánh mặt rất là thất thần đến từ vị trí của Bích Phương. Tí nữa cái tờ giấy đấy anh đừng đọc cơ. Hóa ra là sau hết tới bán kết rồi Tóc Tiên với lại Bích Phương vẫn nghĩ không giống nhau nha. Là hai đứa như là tâm linh tương thông vậy, không mua mua cái này này. Cái tay này rất đặc trưng. Trời ơi. Có cái này không ạ? Con làm này không? Cũng có chút chút đó. Ê bà, vậy là bà nghĩ ra rồi hả? Tôi hơi nghĩ đấy. Về cái người mà hay này này. Mà cái tay như thế này này. Tôi tưởng là cô nói về một người nhưng không phải. Nếu tôi đoán không lầm thì tôi và người này đi số nhau nhiều rồi. Tám nhiều rồi. Thật sự hôm nay là một phần trình diễn rất là tuyệt vời của Dứa Minh Tinh. Hát mà nắng nót từng chữ và hát gọi là thăng hoa. Chúc mừng ạ. Nếu như Dứa mà đúng là người mà sau khi em nghe hát xong em nhận ra giọng thì là một lần em cho dạ em không chào chị Dứa ở sân bay. Không biết chị Dứa có biết không? Ủa vậy hả? À. Hôm đấy là em mới bán tín bán nghi, em không biết có phải chị Dứa không. Mà hồi đấy em lại mới mổ cận nên là mắt em cũng hơi bên tịt bên tẻ. Thế là em mới nhìn xa thì em mới đoán là chị Dứa nhưng em không chắc. Đấy em nghĩ thế nào em đeo kính đen vào luôn. Ơ mà chị có gặp bé bao giờ đâu? Không phải đâu, anh Lê Dương Bảo Lâm anh đã confirm cho em rồi. Em xin lỗi chị, em chào chị Dứa. Bây giờ mình hiên nhẹ cho khán giả nè. Ai mà fan của Dứa Minh Tinh thì chắc chắn đã biết cô ấy là ai rồi sau cái bài hát hồi nãy, đúng không? Nghe giọng là biết liền. Còn bây giờ ai mà chưa biết, đây là bà trùm hit. Cả đời không có gì ngoài bài hit. Thiệt á. Hát bài nào hết. Hit bài đó từ lúc bà còn trẻ tới bây giờ. Kiếm bà không hit nó khó hơn. Giờ cứ hết hát là hit thôi. Bây giờ mình hỏi nhẹ thử nha, với cái hit vừa rồi anh Chiến Thành là không biết là khán giả phía dưới đã đoán ra được danh tánh của Dứa Minh Tinh chưa? À. Bây giờ nói câu công tâm đi. Bạn nào hồi nãy nhận ra Dứa Minh Tinh là ai rồi giơ tay đi nè. Bao nhiêu người? Trời ơi. Con rạp vô con nhiều hết. Dứa hối hận quá. Đã bước ra Dứa bất múa. Múa gì? Thôi thì đây là lúc mà chúng tôi cũng như khán giả rất là mong chờ. Bây giờ xin mời Phong Thư trước ạ. Trời, dễ gì thoát khỏi kèo ăn của chúng tôi. Dạ, cái này là anh Trứng Hành nhé. Ồ, Lâm Khánh Chi hả? Ca sĩ Bích Phương. Rất là chính xác. Còn tô điểm thêm hoa. Cũng dạ. Có một chữ giống đó. Dạ, một chữ cái giống trong số tên của chị Dứa. Rồi, chúng ta sẽ đến phần hấp dẫn nhất, phần mở màn của tập bán kết. Đó chính là lộ diện Dứa Minh Tinh. Yes. Dạ. Em hâm hở tiết mục này lắm. Mở ra. Và đó là... Em mà đáng sai, chị Dứa là em không bao giờ chị em gặp nhau nữa. Dạ, cái người mà hay này này. Mà tôi là một pho tượng, tôi là một pho tượng nè. Em nghĩ là chị Hiền Thục. Nghe nè, Lâm Khánh Chi. Đó là ca sĩ. Wow, xin chào chị. Xin chào em, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào ca sĩ hệ ẩm thực à. Chánh Thành, lâu quá rồi mới gặp. Trời ơi, tôi thương mà chị tôi quá. Công nhận là các bạn thấy là chị Minh Tuyết đến ngày hôm nay chị vẫn là một ngôi sao được mọi người yêu mến, là bởi vì chị có rất là nhiều những cái dấu ấn cá nhân của chị rõ nét đến mức độ là từ tính cách cho đến con người, cách nói chuyện, giọng nói cho đến cả giọng hát luôn. Đó là ca sĩ Minh Tuyết thưa quý vị. Cảm ơn Chiến Thành rất nhiều. Hôm nay rất là vui để gặp lại những người bạn rất là thân thương. Thì Minh Tuyết ngồi game show với Thành cũng gặp nhau rất là nhiều. Còn Tóc Tiên thì khỏi phải nói rồi đúng không ạ? Ăn dầm nằm về. Ngủ chung với nhau dạ. Mấy lần. À, còn bé Bích Phương á, thì dạ. Hình như là chị có gặp em một lần đi hát chung. Nhưng mà lâu lắm nhưng rồi. Mà lúc đó lại giống như em vừa xuống sân khấu ấy, chị là đến khi nào mà kêu tên chị mới giục cái hộp phấn ra. Nên khi mà chị giục hộp phấn ra thì em đã đi xuống sân khấu từ lâu rồi. Dạ, hôm nay em cũng mới được gặp chị, em chào chị, em ôm chị một cái. Dạ. Thank you. Còn riêng bắp, coi bắp rất là nhiều và rất là thần tượng bắp luôn. Bắp duyên khủng khiếp luôn. Cảm ơn chị dạ.
Dạ hôm nay rất là cảm ơn chị đã dành thời gian đến với tụi em. Bây giờ phỏng vấn nhẹ nhẹ xương xương, cái bộ đồ của chị cứ làm một cái bộ mascot mà nặng nhất của chương trình. Thì lúc mà chị hóa thân vào chị cảm thấy như thế nào? Cái ngày đầu tiên mà thử vào á, mới đầu tiếp thở không có được, cái cảm giác mình bị ai đang bóp mũi mình ấy, mới nói là chết rồi làm sao mà hát. Hôm nay thì lại có cái cánh nó cứ giật ngược ra sau lưng vậy nè. Và thậm chí cái tầm nhìn mình nó không có luôn. Đã hát live rồi, phải tập trung vô bài, rồi còn phải bị những cái sự chi phối của cái này. Xong rồi mình nói oh my god, mình quá phục các bạn trong chương trình, là những người vô cùng tuyệt vời và thật sự có tài kinh khủng. Vâng, cảm ơn chị ạ. Và bây giờ thì là những cái hint cho khán giả vừa rồi nè. Đầu tiên là cặp đôi song ca, cái này có. Cái này thì quá rõ ràng. Sau khi mà Minh Tuyết thi tiếng hát truyền hình và đậu giải nhì cùng cái năm với Thu Minh ấy, Tuyết có đi ra ngoài bắt đầu hát. Ở lúc đó nhà hát Hòa Bình tổ chức một cái cuộc thi tiếng hát đặc biệt để tuyển chọn cho nhà hát Hòa Bình. Mà thực sự là lúc đó ca sĩ nào mà được vô nhà hát Hòa Bình hát, tức là ca sĩ đó đã được công nhận là sao A hoặc B rồi. Tuyết mới nghĩ rằng thôi mình rủ chị Cẩm Ly ra hát song ca cho cái tiết mục nó lạ lạ, tại vì nó là mang tên là tiết mục đặc biệt mà. Và cuối cùng là Minh Tuyết Cẩm Ly thi và được đậu vào tiết mục đặc biệt. Và trở thành một trong những cặp song ca biểu diễn cho chương trình của nhà hát Hòa Bình. Và từ đó cặp song ca Minh Tuyết Cẩm Ly được mọi người biết đến rất là nhiều vào thời điểm đó, cùng với Minh Thuận Nhật Hào. Là hai cặp song ca. Nhưng mà có một cái dữ liệu là em cũng đang lăng tăng là thiết kế thời trang. Sao em không biết vụ này ta? Thực sự là tới bây giờ vẫn rất là mê thời trang. Tới một năm thì Minh Tuyết quyết định đi du học về ngành thiết kế thời trang. Thì cái nghiệp thời trang nó không có lấn nổi cái nghiệp ca hát. Cho nên cuối cùng cái ngành ca hát Minh Tuyết lại được phát triển khá là nhanh. Tức là mình vừa bước vào thị trường âm nhạc, mình đã được mọi người chấp nhận liền ngay lập tức. Và lúc đó thì công việc nó quá nhiều và nó cuốn Minh Tuyết đi. Nhưng mà vẫn cứ theo đuổi đam mê là hay tự thiết kế cho mình những bộ đồ trên sân khấu. Này là em có xác nhận nha. Khi mà trong những cái backstage á, là mọi người chỉ thấy Minh Tuyết làm có vài việc rất khuôn mẫu qua mấy chục năm trời. Thứ nhất đó là chị sẽ ngồi uống tóc. Chị uống tóc liên tục luôn. Chừng nào mà thí dụ MC kêu là Tuyết ơi, Minh Tuyết ơi, là luôn chị mới buông xuống. Thứ hai là dặm phấn. Và thứ ba là ngồi đính hạt nha mọi người. Chị Minh Tuyết hay đính hạt lên đồ của chị, tự thiết kế đồ chị, cái này là hoàn toàn có thiệt. Nhưng mà mấy em phải cảm ơn chị là bởi vì á, Tuyết rất là tỉ mỉ trong vấn đề thời trang. Tất cả đều phải đem theo. Bởi thế cho nên đã bị rất là nhiều cô trong trung tâm á, mượn jewelry nè. Gì mượn dạ? Ê, em mới mượn cái đầm của chị. Em mới mượn cái đầm của chị đợt vừa rồi. Có nhiều em còn nhớ trả lại, có nhiều em quên luôn. Không có em nha. Đây gọi là Minh Tuyết tạp hóa. Chính xác. Theo format chúng em á, là ca sĩ lộ diện ra thì sẽ có một cái bài gọi là bài hát lộ diện à. Nhưng mà ngày hôm nay là chị Minh Tuyết với vai trò là một nghệ sĩ khách mời và một mascot đặc biệt chương trình, thì tụi em cũng rất là mong muốn là được nghe một đoạn ngắn cho một big hit của chị. Đã không yêu thì thôi được. Đã không yêu thì thôi. Em thích bài đấy. Bây giờ gọi là góc ký ức đi. Mình sẽ nghe lại vài bài hit của Minh Tuyết. Tại vì trên đường đời nghệ thuật của chị thì như Thành đã nói là các bạn thấy là nhiều bài lắm. Lúc mà còn nhỏ là đi nguyên quán cà phê trong xóm tôi là ai cũng mở nhạc Minh Tuyết hết trơn. Cho nên là bây giờ là phải lục lại ký ức thôi. Em là đã không yêu gì thôi đấy, em thích bài đệ. Mọi người muốn nghe bài đó không ạ? Có biết hit. Em hay hát hồi bé, em hay hát karaoke bài đệ. Đã không yêu thì thôi, ta gặp nhau làm chi, thêm bao xót xa mình tôi, anh ơi tình si, anh như áng mây trên trời và hoài xa xôi. Cho dù tôi đã điều giữ tình anh, cho dù anh đã cuốn níu giữ tình anh, đã không yêu thì thôi, anh cần chi gian dối, thêm bao tranh ngang cuộc tình ngần ngùng đầu môi, mưa giăng mắt trên môi sầu thêm nhà đơn côi, dù xa những trong tim tôi mê, anh thôi. Hey. Wow. Hết sức nhập tâm. Thank you. Dạ cảm ơn chị. Và bây giờ thì xin mời chị đến một vai trò mới nữa. Dạ đó chính là cố vấn của tụi em. Vâng, xin mời hội đồng cố vấn về vị trí ạ. Yeah. Yeah.
thẻ VIP tặng cặp vé The Masked Singer Việt Nam All Star Concert 2023. Và thưa quý vị, đêm ngày hôm nay chúng ta sẽ có 4 nghệ sĩ xuất sắc nhất sẽ cùng nhau tranh tài. Và sau khi 4 phần trình diễn kết thúc, khán giả trường quay và hội đồng cố vấn sẽ cùng nhau bình chọn cho nghệ sĩ mà họ yêu thích nhất. Nhưng kết quả này chúng tôi sẽ giữ lại và chúng tôi sẽ tổng hợp điểm số của đêm bán kết và đêm chung kết để chọn ra một nghệ sĩ sẽ phải lộ diện vào tuần sau. Và dĩ nhiên, top 3 chúng ta sẽ lộ mặt nạ vào trong một dịp vô cùng đặc biệt, đó chính là đêm The Masked Singer Việt Nam All Star Concert sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 12 tại SECC, Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn. Hãy truy cập vào vshop.vn để sở hữu ngay những tấm vé sớm nhất của The Masked Singer Việt Nam All Star Concert. Và ngay bây giờ chúng ta cùng nhau đến với phần tranh tài đầu tiên. Đây là mascot rất là chăm chỉ, quăng mảng miếng, làm tiểu phẩm. Nhưng mà mảng miếng dính hay không thì tùy duyên. Hãy cùng chúng tôi chào đón ông Baby. Xin mời. Nhiều hoa quá. Trời ơi. Tắt nhạc. Đừng tiểu phẩm nữa. Chào ông. Hello. Xin chào mọi người. Wow, chào ông Baby. Ngày hôm nay đang có một cái vườn hoa trên đầu luôn à. Giày cũng có hoa luôn. Mình quay một vòng cho khán giả được chiêm ngưỡng bộ đồ mới của mình nha ông Baby. Wow, quay ngược lại baby. Rồi quay thêm lần nữa đi. Thôi được rồi. Thôi nó quay mới sáng. Thôi. Đến vòng này rồi anh bảo gì em cũng làm. Không sao đâu anh ạ. Đêm bán kết rồi chơi tới số với em luôn à. Miễn cho em vô vòng sau là được đó. Đúng vậy, trời ơi, chính xác. Trời đất ơi, mà bả đẹp. Bữa nay có đồ dài nữa kìa, ngon lành không? Anh Thành ơi, chưa thi mà anh Thành đã khen đẹp rồi. Anh thêm hai chữ trộm vía cho em. Trộm vía. Ông đẹp quá là đẹp, dễ thương. Hôm nay có mấy cái bông trên đầu. Em chào chị Minh Tuyết, chào ban cổ phần đáng yêu. I miss you guys. Tới vòng này cái đổi giọng định bợ ghê ha. Để thấy là có hôm nay có điểm tô thêm con chuồn chuồn. Trời đất ơi. Vâng, chả mấy khi mà loài côn trùng của em được đứng trên sân khấu The Masked Singer. Cho nên là em rủ thêm bạn bè côn trùng khác đến để mà tri ân. Côn trùng khác. Mà nãy ông nói là có rủ rê các người bạn côn trùng của mình tới đây chơi. Thì không biết là trong cái câu vừa rồi có bật mí cái nhân vật mà ông rủ tới ngày hôm nay hay không? Ngày hôm nay em đã rủ một nhân vật có nhiều miếng quăng lấy quăng để không bao giờ hụt một miếng nào để cứu lên. Là một nhân vật quăng miếng không bao giờ rớt. Đúng vậy. Chắc chắn là cái người mà em nói rồi. Chắc chắn luôn. Thì cũng cùng côn trùng đó. Đoạn clip ngay bây giờ để coi Tóc Tiên dự đoán đúng nhân vật này không nha. Xin mời coi đoạn clip ạ. Vụ vòng tiếp theo, ông Baby phải trình diễn kết hợp với một nhân vật đã từng tham gia The Masked Singer. Biết rủ ai bây giờ ta? La 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 la. Ôi, anh ruột, lâu lắm rồi mới thấy anh đó. Dạo này anh hot quá, em tới xin vía anh đây. Rồi rồi, tới công chuyện này. Sắp tới em có việc nhờ bướm một tí. Ôi bé yêu ơi, có duyên thì không cần 60 năm, chỉ cần 60 giây là bướm sẽ bay liền tới với em thôi. Vậy thì hay quá, em đang tìm một người để song ca. Mà bay đi lượn lại trong khu vườn này không có ai hợp với em bằng bướm mặt trăng cả. Bướm nhận lời giúp em nha. Ôi, tôi cũng muốn giúp cô lắm nhưng mà hôm đó tôi lại có lịch diễn mất tiêu rồi. Sao giờ ta? Tiếp
tiếc ghê. Có bài hit mà đi kiếm người song ca cũng khó nữa. Thôi, bướm bận rồi thì để em kiếm chị tiên hoa vậy. Tạm biệt bướm. Ô em gái ơi, bướm đang nghĩ cách chứ có phải là không nhận lời với em đâu mà. Làm như vậy à, tình anh em chắc có bền lâu à. Thôi đã, cảm ơn anh bướm. Ủa, mà bài hit là bài gì vậy em? Dạ là bài này ạ. Đừng manh động, nãy giờ bướm có nói câu nào nặng lời với em đâu. Suy nghĩ trước khi hành động nha bé. Nghĩ gì vậy ba? Em đang bắt trên đó. Cắt đôi nỗi sầu, em buông tay cắt đôi nỗi sầu. Giết. Đó mới chỉ là một bài thôi, còn nhiều điều thú vị phía sau lắm. Mọi người cứ đợi đi nha. Wow. Hay ta. Wow. Thú vị, thú vị. Và đó là bướm mặt trăng. Chào bướm mặt trăng. Alo. Alo. Mùa này nó vẫn delay em. Em xin chào ban cố vấn của The Mask Singer Việt Nam. Chào anh Huy. Chào bướm. Thôi anh mệt quá, mùa trước không nhảy, mùa này về đặt nhảy nhảy nữa. Ây đó, mà nhảy gụn nhảy chung rồi, nhảy bình nên được rồi. Cánh nó nặng hơn anh ơi. Ủa hôm nay có em đưa cánh mình quay một vòng nào. Đồ mới, đồ mới. Wow. Bữa nay nha, bướm trở lại lợi hại hơn xưa. Dạ. Yeah. Cái thứ hai là có đôi guốc cao bằng Minh Tuyết. Nói nghe nè, cái tướng bước ra cũng chặt tôi dữ lắm á nghe. Chặt đó. Bướm với Thơm mà lên sân khấu chắc gãy cái sân khấu quá. Quan trọng cái vòng ba đó là cũng chặt chém lắm đó. Đúng rồi, đó. Mà năm ngoái là bướm cũng có tạo dáng giống chị Minh Tuyết luôn. Có. Thôi được rồi. Và bây giờ là tiết mục song ca đầu tiên nha. Trong sự nhà anh nha. Vừa rồi là có nhá hàng một ca khúc đó chính là Cắt đôi nỗi sầu. Vừa ra mắt là 25 triệu lượt nghe. Nhưng ngày hôm nay sẽ là bản mashup hai ca khúc. Đó chính là Lệ Lưu Ly và Cắt đôi nỗi sầu, sáng tác Room 7, DT Tập Rap và Tăng Duy Tâm. See
từng vết son. Nguyệt thương em xưa giờ đã chẳng còn. Đã dương hoa mơ em cả ba ngàn. Thời gian thôi được tất 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 vỡ. Không khi em yêu có đau ngàn. Chẳng soi tên em cứ xám xa. Ở đâu người em nhớ. La 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 la. Và vũ đoàn bước nhảy. Và vừa rồi là màn pass-up của ông Baby và bướm mặt trăng. Trời, cái gì rớt vậy? Hát rớt bướm. Vũ đoàn. Bướm của vũ đoàn. Bướm ơi, muốn mở mặt nạ ra trò chuyện cho nó dễ thở hơn không? Ê, mở nó đi, thì cái ai cũng biết nó rồi. Mở ra người khác. Ừ. Có anh vũ công nào đẹp trai mở cho em không? Có. Xin mời biệt đội áo đen vào mở giùm mặt nạ của bướm mặt trăng ạ. 3, 2, 1. Xin mời. Yeah. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. Xin chào bướm. Chú bướm xin gửi lời chào tới The Masked Singer. Xin chào ban cố vấn, xin chào anh Huy. Hello, ông và xin chào mọi người.
Cảm ơn Bướm Mặt Trăng một lần nữa thân chinh tới đây để hỗ trợ cho ông Baby nha. Và bây giờ chúng ta cùng lắng nghe cảm nhận từ hội đồng cố vấn về bản mashup vừa rồi như thế nào ạ. Xin mời chị Minh Tiết ạ. Hôm nay ông với Bướm hát cái bài này một cái mashup rất là hay, rất là bùng nổ. Và như là lần đầu tiên chị ngồi nghe live chung quân luôn đấy. Chị Tuyết cũng là một cái nguồn cảm hứng của em để em xây dựng cái hình tượng con bướm này đó. Em bước ra là chị biết. Em phải nghiên cứu chị kỹ lắm đó. Tức là em nói mà em muốn đánh lừa ban cố vấn là em là một người khác, một ca sĩ nữ, nhưng mà lộ liễu quá, cuối cùng em cũng đi về sớm. Tới vòng này rồi thì mình phải nói như thế này, phải thật sự nghiêm túc nhìn lại về cái tư duy âm nhạc của ông. Bởi vì ông quá lợi hại. Thật ra ông là một cái người có cái hiểu biết về nhạc rất là nhiều, phải nghe nhạc rất là nhiều. Tất cả những bài ông chọn để thi, một là nó có cái tính kể chuyện cao, hai là nó lạ. Cái cách mà ông mix hai cái bài này lại với nhau cũng thông minh nữa. Rồi chọn cái người bạn diễn là như Bướm thì cũng dễ thương, tại vì ông với Bướm thì đi một cặp côn trùng. Một cái điều mà Thành thật sự đánh giá rất là cao ở ông đó là cách ông xử lý một bài hát. Không phải là tư duy của một ca sĩ nữa, đây là tư duy của một producer âm nhạc. Chúc mừng ông. Em cảm ơn anh Thành Thành ạ. Còn Bức Phương thì sao ạ? Riêng với cá nhân em thì em nghĩ sự lựa chọn của ông là những cái sự lựa chọn mà em cảm thấy mới mẻ và thú vị nhất. Với cái lựa chọn lần này của ông, em cũng cảm thấy là ông rất là sáng tạo. Cũng phải gửi lời cảm ơn tới Bướm ngày hôm nay đã có một cái phần hỗ trợ rất là tuyệt vời. Và hai người có vocal cũng phù hợp với nhau. Chúc mừng hai người ngày hôm nay, phần trình diễn rất hay ạ. Em cảm ơn chị yêu. I love you. Và xin mời cố vấn Tóc Tiên. Đối với riêng chị thì chị nghĩ là cái điểm mạnh lớn nhất của ông Baby ở đây đó là cái sự linh hoạt và đa dạng trong cách xử lý bài hát của em. Tức là sẽ có những người chỉ chuyên về hát ballad, chuyên hát pop, chuyên hát R&B, chuyên hát dance. Nhưng mà hình như chị cảm thấy chưa có một dòng nhạc nào có thể làm khó ông được luôn á. Và chị cảm tưởng ví dụ như có một bài jazz hay là soul hoặc thậm chí là rock, ông vẫn có thể làm tốt được luôn. Cộng thêm cái tư duy producer giống như là anh Thành nói vậy. Ông là người có rất nhiều màu nhạc trong cái bản năng của bạn ấy, bên cạnh cái giọng hát đẹp nữa, cho nên đó là cái điều mà chị tin rằng là em sẽ là một người nghệ sĩ rất là sáng giá trong tương lai, bên cạnh những cái thành quả mà em đã đạt được trong những năm qua. Và tham dự The Masked Singer mùa 2 chính là lựa chọn sáng suốt nhất trong sự nghiệp của em. Chúc mừng em. Em cảm ơn mọi người. Thì The Masked Singer là cái nơi đầu tiên mà cho em thấy được rằng là mình có thể làm được hơn những gì mà mình có thể tưởng tượng được. Và em đã vượt qua được rất là nhiều cái giới hạn mới của bản thân mình. Và cũng chưa ở đâu mà đối xử với em tốt như là The Masked Singer. Lần đầu tiên chị gặp ông và đây cũng là cái lời khuyên đầu tiên chị dành cho ông. Sau cái cuộc thi này, em hãy mạnh dạn hơn, tiến thẳng lên phía trước và đạt đến cái đỉnh vinh quang của mình mong muốn. Hồi nãy ông có chia sẻ là cái điều mà tuyệt vời nhất ở The Masked Singer đó là chưa có một chương trình nào mà dễ thương như thế, hay là một chương trình gọi là yêu thương các mascot như vậy. Thì đó cũng là một cái lý do mà Bướm quay trở lại đây để hỗ trợ cho ông. Tại vì là thật sự rất là nhớ The Masked Singer, rất là mong được làm việc với mọi người thêm một lần nữa. Mặc cảm thấy rất là vui gặp lại ông ở concert nhé. Và sẽ xong show lại viết thêm vài bài cho anh nhé. Dạ vâng, chắc chắn rồi. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại cặp đôi ông Bướm trong đêm concert chúng ta rồi. Nãy giờ Huy thấy có một cái nhân vật vỗ tay phía dưới, quý cô Linh Linh à. Ủng hộ nhiệt tình, có lời gì để chia sẻ không? Chị ông với anh Bướm hát hay 10 điểm, không có nhân luôn á. Tiết mục này mà xuất hiện trong cái đêm All Star Concert là xuất sắc luôn á anh Huy.
Em muốn là... Được rồi, Cú bầu quên nhiệm vụ rồi đúng không? Đó chính là hãy nhanh tay đăng ký thẻ VIP. Đó, được tặng ngay một cặp vé The Masked Singer All Star Concert luôn. Wow. Đó. Thôi, cảm ơn Mỹ Cô Bình Linh à. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều và cảm ơn anh chị cố vấn ạ. Rồi, xin mời bị đội áo đen ạ. Mười sáu tháng 12 này, siêu concert ngoài trời đẳng cấp nhất tháng 12, The Masked Singer Việt Nam 2023, từ nhà sản xuất các chương trình hot nhất Việt Nam, rap Việt sống người ấy là ai, quy tụ hơn 30 ca sĩ được mong chờ nhất, 3 mascot vocal chính mùa 1, khách mời đặc biệt gây chấn động. Live band số 1 Việt Nam trình diễn hơn 30 top hit. Sân khấu lát khổng lồ, hiệu ứng âm thanh ánh sáng siêu khủng, một đêm duy nhất 16 tháng 12 2023 tại SECC thành phố Hồ Chí Minh, The Masked Singer Việt Nam All Star Concert 2023. Mua vé ngay tại vshop.vn để sở hữu vé sớm nhất và nhận quà tặng đặc biệt từ hôm nay. Mua vé ngay tại vshop. Và bây giờ sẽ là một nhân vật mà thời gian gần đây đã nổi rần rần trên cộng đồng mạng. Hãy cùng chúng tôi chào đón Voi Bản Đôn. Vai nữa kìa. Áo giáp à hay gì? Đầu tiên là Voi hiền lành, bây giờ Voi đã luxury hơn rất là nhiều rồi. Voi hàng hiệu. Wow. Phiên bản limited. Tôi dồn, tôi thấy giống tôi xúc tôm dùm quá. Mà hôm nay đặc biệt mọi người hay để ý ánh mắt của Voi là có chú mascara nữa. Wow, à, mascara lấp lánh luôn. Lúc nào Voi cũng chưa mascara mà. Nhưng mà hôm nay lấp lánh hơn đúng không? À, có hôm nhiều nay hạt kiểu hơn. Hơi điệu đà hơn chút đúng không? Đúng à. Rồi. Hôm nay cái sừng là màu gô nha. Bình thường là cái sừng màu trắng đúng không ta? Đúng rồi, nếu như mà cho cái sừng màu trắng nữa thì nó hơi bị lè lẹt. Màu trắng lè lẹt, màu này chắc không lè. Nào rách quần bây giờ, chụp lại. Hôm trước là có bài hát sáng tác rồi đúng không? Yeah. Và ngày hôm nay tập bán kết mình sẽ phải hát song ca với một mascot. Bật mí nhẹ nhẹ sương sương, con mascot đó như thế nào? Đặc điểm như sao? Xinh. Xinh. Hát hay luôn. À. Bí ẩn nha. Mà hỏi ngoài lề thôi, này không có cho biên trình. Hôm nay có quà cáp gì không? Có chứ. Quà gì? Có bạn gái mang đến đây. Mang bạn gái đi làm quà luôn. Được thôi, à. Có bạn gái hôm nay tới hát cùng. À. À. Rồi, là bật mí qua đặt clip ngay sau đây đúng không? Đúng rồi. À, chết tôi, Voi vẫn chưa ai xong ca cùng hết. Alo. Cũng đã gần 2 tiếng mà sao chưa thấy Voi nữa vậy Voi? Không lần nào mà đúng hẹn hết á. Xin lỗi Miu nha, Voi tới liền má. Sao mình luôn xong ra với Miu luôn. Hơi, đừng giận nữa mà. Từ này về sau tôi hứa tôi karaoke đạt suốt đời luôn. Nhớ nha. Dù cho có mình
mình bà hát thì tôi cũng xa điêu với bà luôn. Nhớ nha. Nói chứ mai mốt tôi nhờ bà chở tôi đi đâu á, bà có chở tôi không? Đưa tôi 1,000 á, tôi chở chiều cái số tôi cũng chở luôn. Nhớ nha. Chở hỏng lấy tiền luôn. Nhớ nha. Thành một đôi song ca với tôi là được. Đổ xăng cho tôi nữa. Vô duyên hà. Cúc đại tôi hả bói? Anh đừng có hiểu lầm. Tại tôi thấy chỉ có giọng ca cảm xúc của Miu mới hợp với bài hát của tôi thôi. Ơi tôi rồi phải không? Không. À, hôm nay không có được. Vậy về ít tôi còn kịp đi bán. Bán gì á bạc? Đi bắt cướp với ông đó. Yeah. Phải nâng ly thôi. Ê mọi người ơi, một khi nào cùng vô chung kết nào. Let's go. Và chúng ta hãy cùng nhau hướng mắt về lễ đường để chào đón người yêu của Voi Bản Đôm, đó chính là Miu Quý Tộc. Wow, xin chào Miu Quý Tộc ạ. À. Cái gì vậy? Trời ơi, đây. Em đi kiếm cái mic của em ạ. À. Em xin lỗi, em có mò lộn cái gì không? Không biết nữa. Chưa, suýt. Miu ơi, cả nước biết em là ai rồi nha, cho nên mình phải tém cái nết mình lại nha Miu. Dạ, em sẽ cố á. Nhưng hư không được thì thôi nha chị. Anh Huy, đồng đội của anh vẫn còn diễn kìa. Ồ, thưa quý vị. Chúng ta bỏ quên hai chàng trai lực lượng phía sau. À, quà. Wow. Nói chứ coi bình thường là có quà cho tất cả. Dạ xin mời hai anh đẹp trai lên tặng cho ban cố vấn được không ạ? À, wow. Trời ơi. Mật ong. Mật ong và bơ nha. Mật ong bơ. Wow. Cảm ơn anh cần cho em vui ạ. À. À, cảm ơn em. Em này thiệt á. Quà thế của em đâu? Đây 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 đây, lúc nào cũng có luôn. Wow, quá chuyện tình cảm. Voi này ghê gớm quá. Cảm ơn. Này là lấy lòng nhau đúng không? À, lấy trực tiếp luôn rồi gì nữa. Ôi quá trời rồi. Hát cho hay nha. Bây giờ quà cáp xong rồi thì Miu muốn giới thiệu bài hát luôn không? Và sau đây là một bản tình ca dành cho những người bất tình và nhớ người yêu cũ. Bài hát mang tên Chắc Anh Đang và Lời Tạm Biệt Chưa Nói. Wow, hay 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 hay. Phần của tôi giới thiệu, nó giới thiệu luôn. Ủa, em không biết. Hát đi. Vô nha. Chắc em đang ngủ vùi đâu đó trong làn nắng thu vơi đầy. Chắc em đang lạc đường quanh co khi mặt trời xuống. Chắc em đang tìm niềm vui mới bên hình bóng ai xa lạ. Những phút giây ngập ngừng chơi vơi khi anh nơi đây một mình. Và giờ anh biết để làm gì, buồn chẳng thể cùng sẻ chia. Có bao nhiêu khoảnh khắc em mong được lấp đầy anh ơi. Mà em biết không, anh biết không, nhiều thương chìm trong bão giông, chìm trong bão giông. Bao lời anh vang lên câu ca trong ngàn người.
kề bên nhau là lần cuối cùng. Ai biết lời người đã nói về việc chia xa chẳng thể cáo phục. Ai biết bầu trời xanh kia ngày mai sẽ trở thành sao khuya để ta nhớ về người mỗi đêm. Thời gian giữ kỷ niệm quý giá về người thân yêu đừng xóa đi. Lời hứa mình dành cho nhau một trời gió mát xin khắc ghi. Lời chia tay chẳng kịp nói bầu không ai nói theo gió xin cuốn đi. Giờ em biết đời làm gì, mình chẳng thể cùng sẻ chia. Có bao nhiêu khoảng cách, bao nhiêu khoảng cách, anh mong được lấp đầy em ơi. Mà anh biết không, nhớ thương chìm trong bao giờ. Trái tim lạnh giá là vậy phải không? Bỏ lại em, vang lên câu ca cho ngàn người xem. Khi mà chúng ta đến với phần nhận xét từ hội đồng cố vấn, bây giờ mình sẽ lộ diện Miêu Quý Tộc. Xin mời vị đó đang hỗ trợ phần lộ diện Miêu Quý Tộc ạ. À, đó là không thể đoán được. Em cũng chưa kịp đón nhận sự bất ngờ này. Dạ. Chào em, chào Hà Nhi. Ờ, sao anh không hỏi em là cuối cùng em là ai? Giống như là mùa trước. Ôi, cuối cùng em là ai? Em chính là Hà Hê. Vẫn ngay như ngày đầu, không thay đổi. Thực ra là từ ngày em tham gia chương trình The Masked Singer cho tới tận ngày hôm nay, em phải cảm ơn tất cả ban cố vấn và tất cả khán giả, mọi người đã ủng hộ cái tên Hà Nhây của em. Và em phải cảm ơn anh Huy một lần nữa, vì nếu như không có câu hỏi của anh thì sẽ không có cái chữ Hà Nhây đó. Xác nhận bạn là Hà Nhây. Hà Nhây. Hà Nhây. Tại vì anh hỏi nên em mới trả lời, chứ thực ra em không có chuẩn bị. Vậy là chính là anh là người đã gián tiếp cho em cái tên Hà Nhây. Dạ đúng rồi. Nên giờ em mới muốn hỏi anh là anh có hỏi lại câu đó không để em trả lời lại thành
Hà hú. Hà hú. Cái gì? Hà hú là sao? Là hút bao đêm. Hút bao đêm. Hà mày mới. Hút bao đêm. Mù thấm môi mềm. Em là Pia bài mới trá hình. Thì đó là Flexing bài mới. Bây giờ mình nghe và nhận xét với phần song ca vừa rồi. À, mình phải hỏi một nhân vật có một cái kỷ niệm với bài hát Chắc Anh Đang. À, sao tự nhiên? Không biết là ngày hôm nay với một cái bản phối mới thì Tóc Tiên thấy như thế nào? Thiệt sự là lúc mà chị nghe cái sự lựa chọn về bài hát á thì rất là bất ngờ. Tại vì riêng cá nhân em thì em rất là thích cái bài Chắc Anh Đang và nó cũng có khá là nhiều cái kỷ niệm với em. Vang lên câu ca cho ngàn người xem. Đâu ai biết lần gặp lúc đâu ngồi kề bên nhau là lần cuối cùng. Nhưng mà khi mà mashup với lại cái bài là Tạm Biệt Chưa Nói thì thực sự là phải dành một cái lời khen, bởi vì chị chỉ ngồi ngẩn ngơ là ôi sao cái bản mashup này nó hay dữ vậy mà nó quyện với nhau. Không biết là đây là sự lựa chọn của Voi, của Nhi hay là của anh Hoài Sa? Đây là sự lựa chọn của em và Hà Nhi và được anh Hoài Sa cố vấn cùng ạ. À, sự lựa chọn thông minh. Dạ. Hy vọng là sau khi mà Voi bị lột mặt ra thì hai bạn có thể đi xong ca bài này trong những sân khấu ca nhạc. Bài rất hay. Chắc là Voi cũng đã tính sẵn rồi đó chị. À vậy đó hả? Là tính sẵn đi về rồi đó hả? Không, không, không phải là lời đặc biệt mà ý là cũng đã tính sẵn được là biết đâu là Voi có thể hát ở trong đêm concert của The Masked Singer 2023 thì sao ạ? Đúng không? Yeah. Và bây giờ trước tiên mình phải coi ngày hôm nay là cái bản mashup này nó mang đến cảm xúc như thế nào cho một nhân vật rất là đặc biệt của vấn khách mời ngày hôm nay. Xin mời chị Minh Tuyết ạ. À. À, trước hết thì chị say hi với Hà Nhi nhá. Em chào chị ạ. À. Không biết Hà Nhi còn nhớ chị gặp Hà Nhi hồi lúc nào không ạ? Thực ra là em được gặp chị Tuyết từ hồi chị Tuyết là ban giám khảo và em là thí sinh. Và cái năm đấy thì vô cùng đặc biệt với em vì em cũng được quán quân cùng với Thăng Phúc ạ. Dạ. Chị còn nhớ là cái lúc đó chị là người nói với Hà Nhi rằng là Nhi ơi sao em cứ hát thấp thế? Chị nghĩ là cái quãng em vẫn có thể hát cao được. Mà lúc đó Hà Nhi không có nói nhiều như bây giờ. Dạ, lúc đấy Hà Nhi chưa có biến thành Hà Nhây, tại anh Huy hết đó chị. Đấy, ạ. Đấy. Tại anh Huy hết. Cho nên một lần nữa chúc mừng em rất là nhiều với sự thành công trưởng thành của một Hà Nhi, Hà Nhây của ngày hôm nay. À, em cảm ơn chị rất nhiều. Còn riêng về Voi Bản Đôn, chị nghĩ là Voi Bản Đôn thích hát nhạc ballad rất là nhiều. Tại vì chị là người rất là yêu thích dòng nhạc ballad. Thì khi chị nghe em hát những câu đầu tiên, những cái nốt em rất là chuẩn và em hát rất tình cảm, chị say qua chị nói với Thành liền: wow, cậu này hát tốt nhỉ. Và thực sự là em đã không làm chị thất vọng khi mà chị nghe trên TV lẫn lần đầu tiên trên cái live sân khấu như thế này. Và chị nghĩ rằng là em sẽ đi rất rất xa. Chúc mừng Voi Bản Đôn rất nhiều. Dạ, đây là lần đầu tiên em được gặp chị Minh Tuyết ở bên ngoài. Em cũng rất là cảm ơn những lời chia sẻ của chị. Và thực sự là em là một người rất yêu thích ballad. Nó mang lại cho em nhiều cảm xúc nhất. Và em mong rằng ở đây các bạn khán giả sẽ yêu thích cái giọng hát của em nhiều hơn nữa trong thời gian tương lai. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã dành tình cảm cho Voi Bản Đôn. Cảm ơn chị Minh Tuyết ạ. Và bây giờ xin mời cố vấn Trinh Thành. Mình nói về Voi cũng đã nhiều rồi, thì bây giờ mình nói về một cái cặp song ca đi. Hát song ca là khó nhất, mình phải chọn đúng cái người á mà cái range giọng phù hợp với cái quãng giọng của mình. Xong rồi mình còn phải lắng nghe người ta hát để mình làm sao cho nó quyện lại nhau. Chính xác. Ngày trước á, ở cái thế hệ của chị Minh Tuyết á, thì người ta đi một cái cặp là nam trung mà nữ cao. Còn giới trẻ hiện đại bây giờ thì mình thấy là nam cao và nữ trung thì hai cái giọng nó hòa nhau rất là quyện. Thì hồi nãy hai bạn đã làm rất tốt cái bài của mình. Phải nói đây là một cái cặp nếu mà kết hợp nhiều sẽ gây ra nhiều bài hit. Cái hồi nãy mà thích ở Voi nữa là có một cái đoạn Voi hát mà giống như đọc rap vậy đó. Dạ, có rap. Đọc rap đó. Và đó là những cái mà chị nghĩ rằng là Voi sẽ đi xa hơn nữa. Bởi vì em có được nhiều cái khác nhau. Và cái điều đó là điều rất cần cho một ca sĩ trẻ triển vọng ngay thời điểm hiện tại. Voi cũng sẽ là một sản phẩm gọi là premium của chương trình. Tưởng đai mình luôn chứ. Đúng rồi. Và đặc biệt là cái giọng đàn ông này kết hợp với cái giọng cực kỳ feminine của Miu Quý Tộc nữa thì tuyệt vời. Nên đây là hai cái người mà mình rất muốn thấy được những cái sự kết hợp sau chương trình này luôn chứ không phải chỉ hôm nay.
Ui giời, đến Bích Phương nào, xin mời ạ. Cảm giác khi mà nghe hai bạn hát ở trên sân khấu, mọi thứ nó rất là liền lạc, mịn màng và hoàn toàn không thấy có những cái mối nối giữa hai bài mashup với nhau, mà Phương cảm thấy nó như là một bài hát hoàn chỉnh vậy. Và đây cũng là lần đầu tiên mà chị nghe Nhi hát ở trên sân khấu, rất là thích âm thanh của em. Em cảm ơn chị. Cái cặp này gọi là hợp giếm em ơi, làm ăn lên đó, tin anh đi. Anh thấy sao? Anh thấy là vô mà thực sự là dạ. Anh thấy vô rồi thì anh mới mời em. Vô nha, vô nha. Mà lần sau mình cho cái kết nó dứt khoát và nó chặt chẽ hơn. Hồi nãy thấy cái kết nó rất là cồng kềnh. Ừ, cồng kềnh lắm. Ngồi thụp xuống một cái. Chắc em đang ngủ vùi đâu đó. Chưa tình kịp. Hết nhạc rồi. Thụp xuống một cái vậy đó. Kiểu ông ngồi xuống đây tôi bảo này tí. À, ông ngồi xuống đây tôi bảo này tí. Cái khúc nắm tay ấy là em nghĩ là cái chỗ đấy là kết đẹp lắm rồi. Thôi mình bỏ cái ngồi đi. Xuống đá này bạc giật bực phát xuống này. Bà bàn thì sao thì người ta phải làm vậy chứ. Bây giờ cho hai bạn một cơ hội nữa phối hợp lại cái cho kết. Cho em cái quả đó đi được không? Em khó chịu quá. Nếu nhá nhá bình chọn vô luôn. Đổi lyric thành kêu gọi bình chọn. Chắc em đang bình chọn ai đó. Bị đổ đen ơi. Ra ra ra. Lấy cái chuồng luôn. Lâu đi vô. Nhốt xích nó lại. Mở thẻ VIP tặng cặp vé The Masked Singer Việt Nam All Star Concert 2023. Chúng ta tạm chia tay với cặp đôi tiểu phẩm vừa rồi. Ngay bây giờ sẽ là phần xuất hiện của một nhân vật mà tất cả mọi người đều mong chờ. Cú Tây Bắc, xin mời. Cú có cái mặt đang ban đầu. Quá trời Cú ơi. Cú chào hết mọi người. Dạ. Yeah. Cú ơi, Cú đẹp quá. Ai cũng nói vậy chân. Ai cũng nói vậy chân. Dòm vốn biết tưởng lễ hội không đó. Với lại cái tay là đính hạt hết luôn. Đẹp quá, hôm nay Cú đẹp quá. Hôm nay Cú đẹp là tại vì Cú chuẩn bị. Phải có người hát với Cú ngày hôm nay đó. Em rất tò mò. Không để quý vị chờ lâu hơn nữa, chúng ta cùng nhau đến với đoạn clip người được vinh dự song ca cùng Cú sẽ là ai. Xin mời. Trời ơi. Gì mà ma mị vậy? Dòng bán kết, Cú Tây Bắc phải kết hợp song ca cùng với một ca sĩ. Ôi trời ơi, tưởng gì chuyện nhỏ. Để mình gọi cho mấy ông bà bạn mình xem. Alo, chị Cú Tây Bắc đây. Giữa tháng 11 em có rảnh không? Tháng đó em đi du lịch với gia đình rồi. Mà có chuyện gì vậy chị? À, em kẹt rồi hả? Thôi để bữa nào rảnh đó chị kể cho nghe nha. Để mình gọi thách cho ông xem. Alo, tôi nè. Đợt này bán kết ca sĩ mặt nạ mùa 2. Đề bài yêu cầu song ca là tôi nghĩ nghe đến ông đó. Chuyến này tôi với ông mà song ca là hết sảy hen. Trời ơi, nghe đã vậy. À, chứ Cú Tây Bắc thì tôi sẽ trả lời là không. Ủa, trời đất ơi, tàn nhẫn. Không bao giờ từ chối. À, mày dành tôi nha. Ok ông nè. Cú ơi, hình như Cú chưa đọc hết đề bài đó. Hả?
song ca cùng với một ca sĩ từng tham gia The Masked Singer. Trời ơi. Chết cha, giờ sao ta? Ồ, xong rồi. Cũng do mình đọc để không kỹ thì giận bản thân hết sức à. Giờ biết phải tìm ai đến song ca đây. Vậy là chú Thái Châu không được. Giờ nãy mà chú không quậy nữa. Đêm hôm khuya quá. Ồ, chùa Cherry. Ồ, chùa Cherry không? Dino à? À vậy? Dino. Chú đang buồn, cần gặp cứu Dino. Nha. Là con đây, con là khách mời nha. Thì đôi khi chỉ muốn cứu gọi nâu. Trời, nâu có 11 đây hả? Dạ, con nghe nói, cú đăng bí đúng không? Nãy giờ con trong hũ gạo con nghe hết chuyện rồi. Nên con mới mạo muội bước ra để xâm kiếm hợp cách cùng cú nè. Gặp con cú mừng quá à. Hay quá. Mà con có hát được dòng nhà của cú không? Trời, năm ngoái con còn hát duyên phận mà. Hát nào con cũng cân được hết. Nếu con nói vậy, hay là mình chơi nhạc kẻ đi con. Con có ý nè. Con hát, còn cú sẽ rap. Cú Tây Bắc chất lên sân khấu cân được cắt. Thôi, tha cho cú đi. Con đùa chút thôi. Giờ cú và con cùng nhau bàn bạc cho vòng thi sắp tới nha. Nope. Hy vọng ra đến sân khấu, Tí Nâu và cú Tây Bắc sẽ chọn được bài. Bên chuột bên cú chấn động chuyến này. Và trong khi là cú là săn chuột đó. Nãy tôi hết hồn chứ bộ. Mời chú Thái Châu nói không được. Tôi tưởng mời chú Hữu Châu. Tôi nói trời ơi. Cuối cùng ra Tí Nâu hợp lý luôn. Dạ hợp cả. Xin hợp mời cả. Tí Nâu. Năm nào cũng nhảy vậy đó. Chào Tí Nâu. Em xin chào anh Tấn Thần ạ. Em xin chào chị Tóc Tiên, chị Bích Phương, chị Minh Tuyết ạ. Em chào khán giả. Thở. Mà em có cần bình oxy không em? Dạ không. Em ra em nhảy cho dữ vô. Em kém đó rồi. Bà Tí bà nhảy, bà lôi cú và em nhảy hơn là chị cú không nhảy nha. Thiệt á. Tôi sợ cú nhảy xong cú lên tăng xong rồi. Cú biết giữ mình. Hên. Nãy giờ có đoạn clip vừa rồi thì Tí Nâu cú chia sẻ là vẫn chưa có một cái bài hát nào được chọn hết. Đến ngày hôm nay là bước ra sân khấu rồi mình chọn được cái bài thi bán kết chưa? Dạ chưa. Dạ chưa. Trời ơi. À. Là chưa có luôn bài hát. Dạ. Là bí mật luôn. Dạ. Nhạc lên gì chơi cái đó. Dạ. Chưa? Tiếc xem tiếc liền. Wow, chấn động. Cuộc tin trong cuộc sống. Và bây giờ chúng ta cùng nhau đến với tiết mục vô cùng đặc biệt trong đêm Magic ngày hôm nay. Đó chính là màn song ca của Cú Tây Bắc và Tí Nâu. Oh.
năm em nhớ một ngày trong veo, một mùa nghiêng nghiêng cánh đồng xa mờ, cánh cò nghiêng cuối trời. Em về nơi ấy một bờ vai xanh, một dòng tóc xanh, đó là chân trời hay là mưa cuối trời. Và gió theo em trôi về con đường, và nắng theo em bên dòng sông vắng. Mùa đã trôi đi những miền xanh thẳm, mùa đã quên đi những lần em buồn. Từng dấu chân xưa trên đường em về, giờ đã ra hoa những nhánh hoa vắng. Người đã đi qua những lời em kể, này giấc mơ chưa bao giờ em về. Một tiếng chuông chuông hoa vào cây.
xúc động luôn em. Trời ơi. Hay quá. Wow. Xin cảm ơn vũ đoàn Quốc Nhảy ạ. Và một trái thật lớn nữa dành cho tiết mục song ca quá tuyệt vời của Cú Tây Bắc và Tino. Hay quá, hay quá. Tan chảy luôn. Em nghe nó bình yên tới lạ luôn á. Nghe rất là thuần khiết. Dạ, yeah, đó là tâm hồn của một người nghệ sĩ, yeah, thật sự. Và hôm nay ngoài cái sự tuyệt vời của Cú ra, thì dành một tràng pháo tay quá nồng nhiệt cho Tí Nâu vì cái sự thiên biến vạn hóa. Bạn này giỏi quá. Thế tiếng thở gấp của Tí Nâu rồi. Thở gấp à? Bây giờ cho phép em được mời biệt đội ra cấp cứu cho anh Tí. 1, 2, 3, mở ra. Tí Nâu Thùy Tí. Tí ơi, tí giỏi quá. Đã chấp cô Cú hát, con ở trên đó con bay bổng, con vẽ vời. Nó y như là một cái người nghệ sĩ vẽ tranh bằng sơn á. Cái mình nhìn vô cái thấy không có gì xảy ra, nên cái xịt cái hồi cuối cùng ra nguyên bức tranh đẹp thiệt đẹp, là hiện nay em đang làm chuyện đó đó. Kiểu cảm giác ô sao nó hay vậy ta, mà không biết tại sao hay, mà thực ra để kiếm được cái hay đó là bạn ấy phải ngồi, bạn ấy nghĩ ra những cái dòng hòa thanh, hát câu nào, nối vô câu nào, nhất là cái đoạn cuối là giữa giấc mơ trưa, và từ đó quyện nhau như thế nào để nó không có chỏi hòa thanh với nhau. Và gió theo em trôi về con đường, và nắng theo em đến dòng sông vàng. Mùa đã trôi đi những miền xanh thẳm, mùa đã quên đi những lần em buồn. Nói trong chỗ tay cho một sự kết hợp rất tuyệt vời của hai thế hệ. Buổi trước thì em quen nói cái giọng kiểu méo giọng, xong bây giờ phải nói cái giọng này, nó không quen. Đối với em thì đây là một cơ hội rất là tuyệt vời. Nếu mà không có The Masked Singer thì có lẽ là em sẽ không được đứng ở đây, được sống trong cái không gian như vừa nãy cùng với cả Cú Cú. Thực sự là em cũng rất là cảm ơn anh Thành đã vừa dành cho em những cái lời như vậy. Nhưng mà đối với giọng hát của Cú Cú thì đương nhiên là mình cũng sẽ phải rất là suy nghĩ để cho nó không bị cũ, nhưng mà nó vẫn phải có cái gì nó thân quen. Tất cả những cái giai điệu của cô, những cái điều mà cô thể hiện, nó như là một cây thùng, một cây vách, nó vững như vậy. Và mình muốn lượn qua làm sao cho cái cây nó lên được những cái lá thật là tuyệt vời. Em chỉ mong là được đóng góp một phần trong phần thi của cô. Đấy là một điều mà em rất hạnh phúc ngày hôm nay ạ. Em cảm ơn anh Sa, cảm ơn Cú Cú, cảm ơn chương trình. Hai Tí Nâu. Thùy Chi. Thực sự là chị rất là thích giọng của em. Đợt đó là chị làm huấn luyện viên cho một chương trình, thì thí sinh của chị hát bài của em và chị bắt đầu nghe. Nói trời ơi, sao mà cô bé này giọng của bay bổng dễ thương quá. Thì chị có lần xem những cái phỏng vấn của em thì em khá là e dè. Em nói là bởi vì em không có dạng nói chuyện trên sân khấu, em không có giao lưu được với khán giả, cho nên em không có tiếp cận được với khán giả nhiều. Nhưng mà lúc em bước ra đó, chị ngỡ ngàng luôn. Rồi em nhảy, em cái chị xoay qua chị hỏi Thành, bình thường ngoài diễn có dạy không? Cái Thành nói không, đeo mặt nạ vô mới dạy. Chị nghĩ rằng cái đó là một cái rất ư là dễ thương của em. Và cái điều đó chị chắc chắn rằng có phải là khán giả thích Tí Nâu như vậy không ạ? Em phải mạnh dạn lên, bởi vì em rất là đáng yêu và hát rất rất là hay. Và ngày hôm nay em như là một cái làn sóng lượn theo con tàu của Cú như thế này. Cú hát tới đâu là nó chắc nịch tới đó. Còn em thì nó lại bay. Hai cái nó quyện vào nhau, vẽ lên một bài hát vô cùng tuyệt vời ngày hôm nay. Đây là một tiết mục song ca vô cùng hoàn hảo và rất xứng đáng. Yes. Cảm ơn. Sự hiện diện của cô Cú Tây Bắc và Tí Nâu là một cái minh chứng rất là hoàn hảo cho cái việc âm nhạc hoặc là nghệ thuật nói chung không biên giới, không giới hạn, không độ tuổi, không thế hệ. Con rất là cảm phục cô Cú, bởi vì ở cái vai vế của cô Cú, để mà cô Cú học những bài hát mới, chắc là những cái bài hát này cô Cú nhiều khi chưa hát bao giờ ở sân khấu ngoài đời, đúng không chị? Mới tập ngày hôm qua. Ui. Mỗi lần cô học bài cô có mệt không? Đúng là mệt chút thôi. Nhưng mà tại vì cái bài hát này nên là Cú cũng cảm ơn Tí Nâu. Tí Nâu lo cho Cú dữ lắm, tập vợt hoài à. Mà cái sợ là Cú quên, tại vì bài hát này Cú đâu có hát bao giờ đâu. Yeah. Cú nói thiệt là ở dòng sản phẩm hiện nay con phải dùng cái từ là quái kiệt.
các bạn nghe tới dòng này các bạn cũng nghĩ là Cú cũng phải là nằm ở thế hệ lớn rồi đúng không? Ít nhất Cú thì cũng phải trên 50 xuân xanh rồi. Mà giờ này đi một chặng đường dài như vậy, đeo cái đầu nặng như thế, học bao nhiêu bài mới, chưa bao giờ hát. Nó thật sự luôn, không phải ai cũng làm được đâu. Vỗ tay nồng nhiệt cho Cú luôn đó. Phải nói rằng là chương trình The Masked Singer là khủng khiếp và dễ sợ. Mới có thể mời gọi được Cú có mặt trong chương trình này. Ôi mà nói nào nghe chứ, chắc chắn là sau khi tham gia không có ai thấy hối hận hết á. Là tại vì cái ảnh hưởng của chương trình mang đến. Cái thứ hai là cái giá trị mà nó để lại. Với những cái tác phẩm đặc biệt như thế này, kết hợp với những cái người như thế này, chỉ có những cái dịp đặc biệt như vậy thì những điều kỳ diệu nên xảy ra. Và bây giờ xin mời cô Vấn Bích Phương ạ. Vừa nãy khi mà anh Thành và Tiên khen thì em cảm thấy rất là đồng ý. Nhưng mà em muốn bổ sung thêm một chút. Giọng hát của cô Cú như là một nguồn cảm hứng để cho mọi người tạo nên những cái bản phối hay, hay là set up lên đồng những ý. Cái sân khấu tuyệt đẹp để cùng thăng hoa. Và ngày hôm nay nhạc dạo cất lên là chị thấy em tạo những cái tiếng noi như là tiếng côn trùng, tiếng chim các thứ. Chị hỗ trợ cho cô Cú bằng tất cả sự tôn trọng và ngưỡng mộ. Chị nhìn thấy cái đấy của em và hai người cùng nhau vẽ nên một bức tranh rất là tuyệt vời bằng âm nhạc. Và thật sự là em rất là ngưỡng mộ cô Cú. Rất là cảm ơn cô Cú đã xuất hiện ở chương trình ạ. Sau khi mình hoàn thành xong tiết mục thì cảm giác của Cú Tây Bắc nhìn lúc này như thế nào ạ? Trước hết, cô cảm ơn Tino đã bỏ thời gian tập nhạc cho Cú. Nhưng mà phải nói cái nguồn cảm hứng mỗi khi mà Cú bước lên sân khấu thì cảm ơn Hoài Sa. Hòa âm của bài Sa đã làm cho Cú cảm thấy cái tâm hồn của nó lâng lâng. Và Cú được sống trong bài hát này rất là hạnh phúc. Vì Cú đã được hát, Cú đã được làm những cái gì mà trong cuộc đời ca hát của Cú, Cú chưa có làm được. Xin cảm ơn chương trình The Masked Singer. Và thật ra tụi em phải cảm ơn cô Cú rất là nhiều, bởi vì là đã nhận lời để hóa thân vào cô Cú Tây Bắc của tụi em. Nhưng mà bây giờ sẽ là giây phút kêu gọi bình chọn. Xin mời cô Cú ạ. Tất cả những người thương yêu ở đây, nhớ đừng quên bình chọn cho Cú nha. Và như đây thì cũng gửi lời cảm ơn Tino Thị Chi đã dành thời gian quay trở lại và hỗ trợ Cú Tây Bắc của một tiết mục song ca tuyệt vời vừa rồi. Cảm ơn Tino rất là nhiều. Và thưa quý vị, chúng ta còn một nhân vật nữa. Chúng tôi sẽ được chào đón Hippo Happy. Con này cũng quậy lắm nè. Trời ơi. Trời ơi, sao có điện lồng lồng vậy trời. Đây là gì nữa, thật tự do hả anh? Dễ thương. Trời ơi. Sao Hà Mã mà hóa tiên cá ngang vậy? Thiệt, nếu mình chọn mascot hay ra dễ nhất là bà này. Hôm nay giống chị Sue Black nha. Trời ơi, đem ra bằng cái xe chở hàng luôn kìa. Trời ơi, cưng quá, nói thiệt á. Nói về độ biến hóa thì Hà Mã năm nay là mascot thành công nhất về mảng biến của chương trình. Trời ơi, thấy cái móng tay chưa? Quá trời đầu tư rồi. Mà Hà Mã bận đập đuôi cá mà ghê chứ. Chấn động. Giống người con ở bên Singapore ấy anh. Con ngư, ngư sư. Đây là ngư hà, mã, ngư mã.
Thu tiền chụp hình liền đó. 4 đô một tấm. Nhưng mà bó vào như này hay đấy. Từ nãy giờ không thấy nhảy được, chỉ ẹo được sang hai bên thôi. Tém như cái giò bánh tét vậy đó. Hay có bấm xù nữa kìa. Ê con Hà Mã cưng quá đi thiệt á. Bà như lọ lem gì mấy tập đầu là bà bình thường nha, càng về sau bà lột xác. Mà em lo quá, không biết là nam nhân nào ngày hôm nay sánh vai cùng với lại bé Hà Mã của em nữa. Để xem là đoạn clip này ai sẽ người song ca với bé Hà Mã ngày hôm nay. Phát tê giác ra đi. Chào em, anh là tê giác. Xin mời. Không có tâm trạng ăn uống bà ơi. Ủa anh sao vậy? Tôi đang rầu nè, sắp tới đêm bán kết rồi. Tôi phải có một người bạn song ca. Mà tôi gọi cho ai á, người đó cũng từ chối tôi á bà. Cô này lên đến nó xón, quãng cực kỳ cao, cực kỳ hay. Anh nói thật là thị trường kiếm bài để cho em hát là hơi khó đấy. Khó đấy. Bà phải đi tìm được người có cái cổ họng bê tông để đu trong nóc nhà được với bà. Cùng chị á, chị giúp em nha. Ui, chị chắc chắn sẽ giúp em. Nếu như chị ở Việt Nam, còn giờ thì chị ở Mỹ mất rồi. Hỏi thăm xong tưởng bất ngờ, hóa ra bất lực dữ luôn. Bà ra soát thử coi, còn ca sĩ nào nặng ký nữa không? Ca sĩ nặng ký hả ta? Như là tia. Alo. Đêm diễn bán kết là đêm quan trọng. Vậy nên á, em tin là khi có anh ở bên cùng hòa giọng, em sẽ tự tin hơn rất là nhiều. Em là cô bé có chất giọng tuyệt vời. Và anh... anh chỉ muốn nói là... là gì ạ? Anh đồng ý. Yeah, anh đồng ý rồi. Chúng ta hãy cùng nhau cháy đêm này nha bố bố ơi. Trời ơi, hai người này mà lên nốt cao thì sắp vỡ hết cốc. Wow, đúng là tương xứng thiệt. Nói gì nữa, cỡ đó mới chơi lợi nhau. Sao nãy giờ lắc quá vậy, bé Hippo cũng có gì muốn chia sẻ trước khi mời bố gấu không? Dạ, tại vì á, cái vòng trước á, các cô chú bắt nạt con quá. Không cho con nói, xong cô Tiên còn nói con là con rất nhiều, con chóng mặt. Nên hôm nay em đông đông cho con bộ phong ấn khởi đi lại luôn. Chính thế là phong ấn đó. Nên là hôm nay con sẽ gọi bố con đến để nói chuyện với các cô chú. Dạ. Bố ơi bố, bố ra đây con nói nè bố ơi. Bố ơi. Em thấy em chưa gặp lần nào nhưng mà thấy quen. Dạng người thon thả như con đường cơ đòn đã em. Bố đi quay hồn là dây khen. Bao lần ông cũng có thể trả thèm. Như chạy theo tuổi tôi còn quá nghèo. Xuyên bị đẹp tổ chức và nhà nhẹm. Mà sáng nhận người đó nên đã quá đẹp. Thân là cam chịu kèm đức tính nhiệt tình tình trạng là đang dạ chào bố gấu. Chào bác. Dạ ngày hôm nay rất là mừng khi mà bố gấu tới lại chương trình và con mới biết được thêm một mối quan hệ gia đình mới nữa là con bố gấu là Hà Mã. Bố ơi, bây giờ bố nhìn lên chú bàn đang cố vấn cái chú mà mặc áo xanh xanh á, chú đợt trước chú nói con mồm năm miệng mười á. Còn cái cô mà ngồi bên góc bên tay trái này mặc áo trắng, cô ấy đòi phong ấn con đó bố. Để bố xử lý cho. Có cô thứ nhất, chú thứ hai, cô thứ tư thì bố xử được. Nhưng mà cô Minh Tuyết to hơn bố không xử được. Minh Tuyết to hơn bố không xử được. Trời ơi. Này con ạ. Dạ. Con nên nhớ rằng ở đây cái người duy nhất mà có thể rớt là con. Bố đã rớt tuần trước rồi. Cho nên bố khỏe rồi con nhá. Con phải giữ mồm giữ miệng nhá, chứ không phải đùa đâu con ạ. Không thôi là bố nắm tay con đi về đấy. Bố thương con mà. Sao đây hôm nay giống như bố tới trường đón con về quá. Trời ơi con ơi, con khè sai chỗ rồi. Thôi ai bố về trước đi bố.
nó lật bố nó liền. Lật liền luôn. Xin chào cả nhà, bố gấu đi về ạ. Con khác với ai bố? Bố về thì làm sao con ở được hả con? Dạ đúng rồi. Giờ cách duy nhất là hát cho hay nha. Dạ. Và ngày hôm nay thì như là có một cái điểm là màn giao đãi vừa rồi bão tố quá. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ có một ca khúc mà Huy nghĩ là đây sẽ là một bản big hit tiếp theo, một sáng tác của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh. Ngày chưa giông bão. Xin mời. Này bây giờ là bố con qua thung lũng này. Hai bố con dắt nhau qua thung lũng nhá. Cố lên. Yêu sai hay đúng
vẫn dõi chờ, duyên mình dịu em thơ dại thơ. Một bùng nổ à. Xin được cảm ơn Hippo Happy và Bố Gấu. Ngày chưa trong bão nhưng thật sự là một cơn bão vừa đổ bộ xuống sân khấu của The Masked Singer. Hay quá. Chúc mừng Hippo Happy và Bố Gấu ạ. Xin mời phần nhận xét từ hội đồng cố vấn ạ. Hello. Xin chào Bố Gấu với lại Hà Mã. Thì cái phần trình diễn này là nó quá gọi là bùng nổ. Thường thường người ta nói là save the best for the last đó, là đây là một cái tiết mục mà thật là khủng khiếp. Mà giọng của Bố Gấu cũng là giọng khủng, thì chị để ý chị mới lắng nghe, tại vì nó quá hòa quyện với nhau. Thì Hippo đã feel những cái nốt mà thật sự là khủng khiếp luôn á. Ốc ò luôn đó. Dạ, yeah, dễ sợ luôn á. Ta yêu sai hay đâu, còn thấy đâu là còn thương. Cho nên là chị nghĩ đây là một giọng hát thật là khủng để cho hát live. Và thật sự là khi chị coi chương trình trước khi chị đến đây á, thì chị rất là thích Hippo. Cái cá tính của Hippo làm chị vô cùng thích, là rất là dễ thương nhí nhảnh. Mà ngày hôm nay tiếc quá là cái đầm nó dài quá, nó bó cái chân lại rồi cho nên bớt nói. Chứ bình thường là chị thấy Lý Lắc dễ thương lắm. Dạ, em cảm ơn chị Minh Tuyết. Trời ơi, thấy ghét không? Vậy sao kêu chị Minh Tuyết mà kêu là cô Tiên? Dạ, bởi vì cô là cô Tiên của con. Trời đó, cô Tiên cũng xéo sắc lắm. Nhưng mà cô phải gọi là cảm xúc của cô bây giờ là một cái sự quá đã. Mà thiệt sự là ngày hôm nay bốn cái phần kết hợp với lại mascot hỗ trợ xuất sắc, tuyệt vời. Mình không bao giờ nghĩ rằng là Gấu với Hà Mã kết hợp với nhau có thể ra một cái tiết mục. Cái vấn đề là những cái show trước á, chị không có coi live, chị coi trên TV á. Dạ. Thì chị thấy Hà Mã hát những bài hát khác, không có dùng cái chất giọng opera như ngày hôm nay. Dạ, đúng rồi. Ngày hôm nay là Hà Mã đổi hoàn toàn cách hát. Cho nên hôm nay là Hà Mã đã cho, chắc phải kêu cô quá à. Không, chị Minh Tuyết. Chị á, mà cái gì? Đã cho chị Minh Tuyết thấy được giọng hát của Hà Mã nó có sự đa dạng trong đó và nó có một cái sức mạnh khủng khiếp. Chúc mừng Hà Mã và Bố Gấu. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị Minh Tuyết rất nhiều. Dạ vâng, cảm ơn chị Minh Tuyết ạ. Và em chia sẻ một thông tin ngoài lề nữa, đó chính là lúc đầu thì tiết mục song ca này là một bài hát khác. Wow. Nhưng vì là có một số lý do ngoài ý muốn nên bài hát đó chúng tôi không trình diễn được. Và là Hippo Happy và Bố Gấu phải soạn ra một bài hát hoàn toàn mới và tập dượt liên tục trong vòng 48 tiếng. Beautiful. Sự gấp rút này em thấy là nhận được một kết quả rất là tuyệt vời. Quá xứng đáng. Ngày hôm nay là cái lần đầu tiên mà chị được nghe một khía cạnh khác của Hippo Happy. Bình thường thì nghe giọng của Hippo Happy lúc nào cũng như là một tia nắng mai rất là trong trẻo. Thế nhưng mà ngày hôm nay khi mà bắt đầu câu hát đầu tiên, tự nhiên mình nghe thấy cái khía cạnh ma mị. Bình thường thì em vẫn hay nói về cái sự kiểm soát tia hát của Hippo Happy, nhưng mà ngày hôm nay thì lựa chọn Bố Gấu là người trình diễn hỗ trợ đã giúp cho Hippo Happy xé cả cái sự kiểm soát đấy ra và bùng nổ hết cỡ luôn ấy. Giống như cái lửa của anh Bố Gấu truyền sang cho Hippo và hai người cùng nhau cháy rất là rực rỡ ở trong cái bài hát này. Thật sự là Phương cảm thấy rất là vui và rất là mãn nguyện với cả bốn phần trình diễn ngày hôm nay. Và chúc mừng cho tất cả mọi người. Mình xem chị Cú thì chị Cú làm cái tâm để cho Tino bay. Còn phần trình diễn này thì lại ngược lại, đó là Bố Gấu trở thành là cái trụ cột để cho Hà Mã bay. Và bay đụng nóc luôn đấy. Em nghe giống như là bị đụng giật lắm rồi đó. Giọng của Hà Mã là giống như là xẹt ngang qua người em luôn rồi đó. Rồi, em thấy đây là một sự lựa chọn tuyệt vời, nhân duyên đấy. Nhạc đánh tuyệt vời. Ban nhạc đây rất là phê. Ngày hôm qua hai bố con sau khi tập band thì đã tập với nhau đến khoảng 2 giờ sáng. Trời đất. Để
hoàn thiện xong tất cả những cái phần xử lý trong ca khúc này. Vì vậy, phải thật sự là ghi nhận cái sự nỗ lực của Hà Mã. I love you. Dễ thương quá, đáng yêu. Trước tiên là phải khen về cái sự lựa chọn quá hợp lý. Cái ngạc nhiên nhất của mình, trời ơi, bên này nữ cao soprano, bên kia nam cao tenor, mà là hai cái người cao mà cao chót vót thì đụng nhau sẽ vỡ cốc. Sẽ vỡ cốc vỡ lu như thế nào. Thì mình không ngờ là Hippo Happy có thể lên được đến ngần ấy. Và hôm nay bố gấu thăng hoa hát, trời ơi, tôi cảm giác như ông luyện cái cuốn họng ra đó, rồi muốn mai tới đâu tới đó, coi như chơi tới luôn đó. Quá dữ. Một tiết mục rất là đầu nóng tim lạnh. Ý lộn, đầu lạnh, rất là đầu lạnh tim nóng nha. Đầu nóng mà tim lạnh nguy hiểm. Nói lộn. Có nghĩa là bên trong là cháy hừng hực, nhưng mà phải kiểm soát. Tại vì mấy cái này không kiểm soát là hát nó oét liền, tại vì nó cao quá rồi. Nhưng mà Tuyết nghĩ vậy là đây cũng là một cái điểm đó, tức là vô tình đổi cái bài này cuối cùng đó. Nhưng mà thực sự nó lại show ra cho mọi người thấy một khía cạnh khác của Hippo Happy. Chị nghĩ đây là định mệnh. Nhưng mà mình phải nói thế này là ngoài cái đa năng ra, cái mình thật sự ngưỡng mộ Hà Mã ở chỗ là trẻ tuổi nhưng mà rất là chịu khó trau dồi rèn luyện cái kỹ thuật của mình càng ngày càng chắc chắn. Tại vì để có được cái kỹ thuật này ở cái độ tuổi này hiếm lắm. Mà bớt nhún đi chị chóng mặt. Thấy chưa? Tại sao ngấn nó rồi? Mà bố gấu á, là một cái sự trở lại ngoạn mục. Trở lại là phải cỡ này mới trở lại. Quá đã, nói chung là thăng hoa. Đây sẽ là cái tiết mục mà em trông chờ nhất ở The Masked Singer Concert. Cái bài này là chắc chắn được chọn diễn concert nha, chắc chắn nha. Phải con. Bài này bài bán vé nè anh chị ơi, bán vé đoạn này nè. Dạ. Và bây giờ chúng ta hãy lắng nghe một ít cảm xúc của Hippo Happy, xem sau phần song ca vừa rồi cùng bố gấu thì bạn ấy cảm thấy như thế nào ạ. Xin mời. Thật ra bây giờ con cũng không biết nói gì nữa. Từ tập đầu đến bây giờ con nói nhiều quá rồi. Đúng rồi. Ừ, đúng. Đúng rồi. Những khó khăn mà con với bố gấu gặp thì là hai bố con đã cho đến bây giờ có thể nói là chúng ta đã giải quyết được rồi đó. Và được mọi người yêu mến đó. Con cảm ơn bố rất nhiều. Yeah. Yeah. Cảm ơn con. Chúng ta đã cùng nhau và cùng với ban nhạc, cùng với tất cả những người đứng ở đằng sau để hỗ trợ cho chúng ta có một cái tiết mục được tất cả quý vị khán giả đón nhận và ban cố vấn đón nhận. Con nghĩ là với cái sự lựa chọn quay xe này thì con cũng đã nhận được sự yêu thương của mọi người rồi ạ. Vâng, một lần nữa cảm ơn sự trở lại rất là bùng nổ của bố gấu đã hỗ trợ cho Hippo Happy. Và quý vị hãy nhớ hãy bình chọn cho Hippo Happy và bố gấu nhé. Xin mời bà Đỏ Đen ạ. Bà đi kìa. Chúng ta cùng nhau dành những tràng pháo thật lớn để chào đón sự trở lại của bốn nghệ sĩ trong đêm bán kết ngày hôm nay. Đầu tiên chính là ông Baby Cú Tây Bắc Voi Bản Đôn và Hippo Happy. Trước khi chúng ta bước vào phần bình chọn nghệ sĩ mà tất cả quý vị yêu thích nhất cũng như là hội đồng cố vấn yêu thích nhất, thì chúng ta cùng nhau điểm sơ qua tất cả tiết mục trong buổi tối ngày hôm nay và để xem hội đồng cố vấn họ đã trải qua những cung bậc cảm xúc như thế nào và ấn tượng với tiết mục song ca nào nhất. Đầu tiên em xin mời chị Minh Tuyết. Trời ơi, khó chọn quá, tiết mục nào cũng hay hết á. Hôm nay có một người rất là thân với Tuyết mà còn nợ một chầu bún mắm nữa. Trời đất ơi, vạch mặt người ta ra luôn vậy đó. Cũng là thần tượng của mẹ Minh Tuyết luôn cơ. Và ngày hôm nay khi mà nghe người này cùng hòa quyện với lại bạn đồng diễn Thùy Chi làm cho Minh Tuyết cảm thấy quá tuyệt vời đi. Cho nên chắc cái tình cảm lớn nhất của Minh Tuyết sẽ dành cho tiết mục Cú Tây Bắc. Có lẽ tiết mục thứ hai đó là Voi Bản Đôn. Tuyết thiên về ballad mà, cho nên ai mà hát ballad có tình cảm là Tuyết thích thôi. Em nghĩ cái điều mà bản thân bốn ban cố vấn ở đây hay là khán giả cảm nhận rõ nhất
ở top 4 ngày hôm nay. Đó là dù ở độ tuổi nào, dù chọn bài hát nào, dù cái người hỗ trợ là ai, thì cái nghệ sĩ tính và cái sự yêu nghề. Bởi vì nếu không yêu nghề thì sẽ không vất vả tập luyện như vậy. Đúng. Không trau chuốt từng tiết mục như vậy. Cái đó là cái điều mà khiến Tiên rất là nể phục. Và Tiên mong rằng là khán giả sẽ cảm nhận được cái tình yêu nghề này như chúng tôi đang cảm nhận ở đây, để mà có thể bình chọn thật là công tâm nhất cho cả top 4. Tiên chắc chưa có đổi cái đầu hát, dạ, đúng chưa? Không? Ngày hôm nay chị đã thử cái điều đó và chị rất là khâm phục tất cả những mascot. Và chị chắc chắn rằng những mascot sau khi ra khỏi chương trình này sẽ top đỉnh, yeah. Chắc chắn có đậu có rớt không là gì, bởi vì tất cả các mascot đã chứng minh cho khán giả thấy được rằng là chúng tôi là những người nghệ sĩ thực thụ và khẳng định được tên tuổi trên sân khấu The Masked Singer. Vâng ạ, xin cảm ơn chị Minh Tuyết, xin cảm ơn Tóc Tiên. Và bây giờ xin mời Bích Phương ạ. Ngày hôm nay em muốn được dành tình cảm của em cho Hà Mã và Ong. Hai cô gái đi đến vòng này thì hai bạn cũng phải trải qua rất là nhiều những cái áp lực về mặt tâm lý cũng như là thời gian. Mình cũng không có nhiều kinh nghiệm và mình cũng còn những cái cảm xúc tự ti. Nhưng mà Phương thấy cả hai bạn đều đã vượt qua và đều rất là tuyệt vời. Xuất sắc. Cuối cùng xin mời cố vấn Trấn Thành. Cái khó khăn nhất trong cái việc phải lựa chọn một người á là mình không biết lựa chọn như thế nào, trong khi họ đều là bốn màu sắc khác nhau. Nếu như có một cái người nào đó trùng một cái màu thì ít ra mình còn biết là cái người nào có cái level nhỉnh hơn một chút. Mình không biết vòng sau nếu ai phải chia tay thì thật sự chắc do thị hiếu thôi. Chứ mỗi người đều là những người rất là ưu tú. Xin cảm ơn rất nhiều. Vâng ạ, xin được cảm ơn những cảm xúc từ hội đồng cố vấn. Và chúng tôi sẽ được nhắc lại tất cả quý vị, đó chính là chúng ta sẽ ghi nhận kết quả bình chọn của khán giả trường quay cũng như hội đồng cố vấn ở đêm bán kết. Và chúng tôi sẽ tổng hợp kết quả đó cùng với kết quả của đêm chung kết để tìm ra ai sẽ là nghệ sĩ phải lộ diện. Nhưng mà trước tiên thì thưa quý vị, Ngân hàng Quốc tế VIB hân hạnh tài trợ giải mặt nạ vàng trị giá 100 triệu đồng. Và giải thưởng này sẽ được trao qua thẻ VIB Supercard, thẻ tín dụng hoàn tiền tốt nhất, hoàn 15% tùy chọn lĩnh vực hoàn tiền. Và bên cạnh đó thì chiếc cúp tạ vàng sẽ nhận được một giải thưởng trị giá là 100 triệu đồng đến từ nhà đồng tài trợ Bia Pháp 1664 Blanc, bia vị chất mở bất ngờ. Và ngay bây giờ chúng ta cùng nhau đến với lượt bình chọn đầu tiên từ vị trí của hội đồng cố vấn. Xin mời. Và chúng ta sẽ công bố điểm số. Chúng ta sẽ có là mỗi hội đồng cố vấn sẽ tương ứng 1 điểm và 99 khán giả tại trường quay, mỗi khán giả sẽ tương ứng là 1 điểm. Chúng ta sẽ có tổng số điểm bình chọn là 103 điểm. Năm, bốn, ba, hai, một. Và hết thời gian bình chọn dành cho hội đồng cố vấn. Và bây giờ xin mời 99 khán giả trường quay bình chọn ạ. Năm, bốn, ba, hai, một. Cảm ơn khán giả và chúng tôi sẽ dành ít phút để cập nhật kết quả cuối cùng. Và thưa quý vị, ngay bây giờ trên tay chúng tôi đang có kết quả lượt phần trăm bình chọn cuối cùng của đêm bán kết. Và đừng quên, chúng ta vẫn sẽ còn một bữa tiệc âm nhạc, đó chính là The Masked Singer All Star Concert đang đợi tất cả quý vị. Ngay bây giờ sẽ công bố nghệ sĩ sở hữu lượt phần trăm bình chọn cao nhất trong đêm bán kết ngày hôm nay. Và ở vị trí thứ nhất với tổng phần trăm lượt bình chọn là 27,18%. Wow, xích sao. Người hiện tại tạm dẫn đầu đó chính là Xin được chúc mừng một giọng ca. Ngày hôm nay đã đổi giọng rồi, đó là Hippo Happy. Xin được chúc mừng Hippo Happy hiện tại đang tạm dẫn đầu tập bán kết với tổng lượt phần trăm bình chọn là 27,18%, và theo sát phía sau với lượt phần trăm bình chọn là 25,24%. Chúng tôi xin được chúc mừng đó là Voi Bản Đôn.
Voi bản đôn sở hữu phần trăm lượt bình chọn là 25,24% và hiện tại vị trí thứ 3 với 24,27% đã thuộc về một giọng ca. Ngày hôm nay đã làm cho tất cả chúng ta, tôi nói nôm na là thoát tục, đó chính là Cú Tây Bắc. Cú Tây Bắc sở hữu lượng phần trăm bình chọn là 24,27%. Và như vậy, ông Baby đang ở vị trí thứ 4 với phần trăm lượt bình chọn là 23,31%. Chúc mừng ông Baby. Và thưa quý vị, đây chỉ là lượt phần trăm bình chọn tạm thời. Và như Huy nói, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra vào đêm chung kết. Và đây sẽ là một động lực rất là lớn để tất cả 4 mascot chúng tôi cống hiến nhiều hơn nữa. Và thưa quý vị, chúng tôi sẽ bảo lưu phần trăm lượt bình chọn này và sẽ tổng hợp với lượt phần trăm bình chọn vào đêm chung kết để tìm ra mascot nào, nghệ sĩ nào là nhân vật phải lộ diện. Và top 3 của chúng ta sẽ lộ diện vào đêm The Masked Singer All Star Concert sẽ được diễn ra vào ngày 16 tháng 12 tại SECC, Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn. Thưa quý vị, hãy nhớ truy cập nhanh vào vshop.vn để sở hữu ngay những chiếc vé xịn sò, những chỗ ngồi tốt nhất để thưởng thức đêm nhạc tinh hoa hội tụ này. Và chúng tôi xin phép mời hội đồng cố vấn hãy tiến vào sân khấu để chia vui cùng các mascot trong buổi tối ngày hôm nay. Xin mời. Ôi, hôm nay mới được lại gần. Và thưa quý vị, chương trình The Masked Singer Việt Nam ca sĩ mặt nạ mùa 2 do đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với V Channel thuộc Đức Việt VAC Group Holdings thực hiện được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ 6 hàng tuần. Và hãy tải ngay siêu dụng giải trí Vion để được xem trọn bộ The Masked Singer ca sĩ mặt nạ mùa 2. Vion là siêu dụng để xem phim, show, truyền hình và thể thao. Và cùng với chúng tôi, phiêu theo VG.vn, siêu vũ trụ giải trí đa tầng đối tác truyền thông chính thức để trải nghiệm những nội dung độc quyền. Xin trân trọng cảm ơn nhà tài trợ chính của chúng tôi, đó chính là Ngân hàng Quốc tế VIB dẫn đầu xu thế thẻ. Và xin được cảm ơn nhà đồng tài trợ bia Pháp 1664 Plan, bia vị chất mở bất ngờ. Xin cảm ơn Warner Music Việt Nam, đơn vị phân phối độc quyền các bản ghi của The Masked Singer Việt Nam, ca sĩ mặt nạ mùa 2. Và xin được cảm ơn nhãn hàng thời trang đường phố Dirty Coin đã tài trợ trang phục giấu mặt cho các mascot chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào tập chung kết. Tuần sau đêm chung kết, hành trình của The Masked Singer Việt Nam ca sĩ mặt nạ mùa 2 sẽ khép lại với chủ đề Tôi Phi Thường, một đại tiệc âm nhạc thăng hoa với năm sáng tác mới. Top 4 sẽ bứt phá như thế nào trong đêm thi quan trọng này? Ông Baby, cảm ơn bạn hôm nay rất nhiều đã cho mọi người được nghe một ca khúc về mẹ rất là hay và rất là xúc cảm. Một lần nữa là em knock out chị ngày hôm nay trong tư thế không hề phòng bị một tí nào hết. Thật sự không phục ông Baby và luôn luôn respect, ủng hộ bạn trên bất cứ con đường nào. Hippo Happy khi mà nhớ liền luôn. Nó đó, nó đó. Đối với những nghệ sĩ trẻ như con, đôi khi chỉ cần một cái khoảnh khắc thôi để tỏa sáng thôi thì trộm vía, đây là khoảnh khắc của con. Wow. Voi bản đôn. Voi là một ví dụ minh chứng cho câu ông bà nói rất đúng, thời tới cản không nổi. Tất cả mọi thứ nó đang đến cùng một giao điểm để làm cho em tỏa sáng. Chúc mừng chú Tây Bắc. Những câu hát của cô chạm vào một cái góc trong tâm hồn của con. Con cảm thấy mình rất là may mắn ấy ạ. Con nghĩ là con chưa bao giờ nghe cái dòng nhạc này quá nhiều cô ạ. Và con cũng đang làm một cái dòng nhạc khác. Con có thể nghe được những câu chuyện của những người nghệ sĩ ở bên trong bài hát của cô. Con cảm ơn cô rất nhiều vì đã cho con có những cái cảm xúc nó dạt dào như thế ạ. Thì hôm nay có lẽ là lần đầu tiên Cú nói cái điều này. Cú đã chuẩn bị thực hiện một cái chương trình giả từ sân khấu. Cú mong rằng Cú để lại một cái kỷ niệm và một cái gì đó để cho cuộc đời khi mà nghĩ và nhớ đến Cú Tây Bắc. Một nhân vật bí ẩn đặc biệt nữa sẽ xuất hiện. Chúng ta hãy cùng nhau chào đón
SKK. Xin mời. Bác ơi, cái body này Việt Nam có mấy người? Anh hãy phản bác lại đi. Quá là kinh khủng luôn. Trời. Đây giống như kiểu là chơi trò ma sói mà con sói ai cũng biết là sói rồi. Mà dân làng biểu quyết hết rồi đó. Dân làng là vote rồi. Tôi mắc cười quá. Quá mắc. Và tiếp mục của anh SKK sẽ mang đến là một sáng tác của chính anh SKK luôn. Wow. Lên sóng vào lúc 21 giờ tối thứ 6 tuần sau. VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Hoa Phương, xem ngay những tập tiếp theo trên siêu ứng dụng giải trí VOON.